Say hello. Thôi, hôm nay cũng buôn bán gì hết, mọi người yên tâm. Hôm nay sếp lên livestream chủ yếu là giới thiệu nhà mình. Dạ, có 7 phòng cho xe. Dạ, chủ nhà dễ thương lắm, vui tính nữa. Dạ, giờ mình đi một vòng, mình tham quan nhà nha bà con. Ai có nhu cầu, inbox cho sếp nha. Đi ha, đây, đây là cái living room nha. Bây giờ mình đi qua đây luôn, rồi, đi vô đồng, rồi, dining room. Ouch. Em không sao nha cả nhà. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá, dù có dấp ngã vẫn mong còn răng. Còn răng là còn ok. Dạ còn ok là chúng ta còn đi tiếp nha cả nhà ơi. Dạ, mình bước vô tới luôn đi nè. Đó, đây. Dạ, phía bên tay trái là phòng chữ thiên. Dạ, phía bên đây là phòng chữ địa. Dạ, hai phòng trống hết nha quý vị nha. Bao luôn nha. Gọi liền nha là sẽ có giá tốt hữu nghị nha. Còn bây giờ đây, còn đây dạ là phòng. Bây giờ quý vị cái gì vậy? Cái chụp hình. Ủa? Ủa đang quay livestream hả? Trời ơi sao kỳ vậy ông nội, tôi đang tắm không chui vô đây làm chi? Tại sao vậy bà Hồng? Hả? Cái này là cái toilet của khách mà. Tại sao bà phóng vô đây là làm sao? Nè, tại sao toilet của bà không xài trong phòng bà? Tôi nói cho ông biết nha, cái toilet của tôi nó bị hư. Tôi nói ông sửa nhiêu lâu rồi, ông có sửa đâu. Giờ bắt buộc tôi phải đi vô đây tôi tắm chứ sao? Tôi thích không sửa đó, làm gì tôi? Giờ ông sửa hả? Ý ông là ông để ông rình rập, ông vô đem chiêm ngưỡng sắc đẹp của tôi hả? Ông đưa cái sắc đẹp của tôi cho cộng đồng mạng người ta coi thân thể tôi phải không? Ôi, bà có cái để coi sao? Bớt tự tin lại đi Hồng ơi. Trời ơi đây nè, hồi nãy nha tôi đang livestream 102 người, người ta phóng vô người ta thả tim. Bây giờ bà dòm đi. Còn có 2 người thôi mà người ta thả phẫn nộ kìa bà nội. Cái gì? Cái gì? Người ta thả phẫn nộ hả? Kệ người ta đi, tôi đây là tôi mới phẫn nộ ông nè. Đủ cái thứ dâm dạ. Tự nhiên cái đi vô phòng tắm của người phụ nữ tính rình rập sắc đẹp của người ta rồi. Ê, 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 nói nữa. Nè, nói rồi nha, không có dùng tay chân nha. Bà làm gì vậy? Hả? Bà làm gì vậy? Hả? À. Nhìn bà đi. Tôi đang quát lông mày được không? Bà... Ây da! Lông mày hả? Ôi da, đã nghe, đã. Ê, cái này đau nha, đau nha. Hai cái này đau nha. Ông làm gì ông nhìn tôi dữ vậy? Thấy đẹp quá chim ngưỡng. Giờ chưa bao giờ thấy con quỷ xuất hiện hả? Ông là con quỷ, người ta mới dán bùa đó. Thảo xuống ngồi. Từ từ ta tháo. Hey, trời ơi. Cái gì vậy? Ông thành dị nhân rồi. Là sao? Tự nhiên con người có hai cái chân mày, thêm chân mày chính giữa nữa. Trời ơi, ông lấy giờ tôi giống bao công hả? Thì đó. Con mẹ này thiệt. Lấy gì xuống luôn coi. Từ từ. Ồ. Gì nữa? Có đâu đẹp. Ê, tôi thấy ông để đâu hộp á. Dẹp đi. Ông để đâu đi? Để đâu cho người ta biết ông đàn ông hiểu không? Cái gì vậy? Chứ bữa vợ tuổi ông á chơi thân nhau, đi chung ra đường người ta tưởng hai chị em không ạ? Thiệt, ra Phước Lộc Thọ, ê Chúc Lam Chúc Linh kìa. Chúc Lam Chúc Linh nào cái tướng nha ông? Tôi tưởng tượng. Thôi ghê quá. Càng nói tôi càng bực cái con mẹ Hồng này. Sao bực người ta đi tới đây người ta du lịch mấy tháng người ta về có gì đâu phải bực người ta. Người ta nói bà là không phải là bà là không phải là bà qua đây bà đi du lịch đâu. Chứ bà qua đây bà kiếm gì? Cớ bà qua đây là coi như là lấy cái thẻ xanh thẻ đỏ gì đó. Phải không bà? Thiệt. Đừng có nói xấu người ta vậy. Tôi không hề nha. Tôi đã từng nghe bà nói điện thoại với bạn của bà rồi. Ừ. Bà qua đây là cố tình là coi như là kiếm phi công trẻ đó, quen Mỹ. Mái Mỹ. Mẹ đi mẹ Mỹ. Không mà sao ông mua bà đi, ông mới bà với ông cũng thấy hợp mà. Thôi dẹp, bỏ nha. Cái con mẹ đó là xui chưa từng có. Từ ngày mà bà xuất hiện tôi nói thiệt á, ám phòng của tôi nha, lúc nào cũng có khách đầy đủ hết. Từ ngày bà xuất hiện bà dọn vô cái nhà tôi ở, tôi nói thiệt á, khách mà nó rụng như là sung vậy. Bây giờ chỉ còn có một mình thằng Tommy nó ở trong nhà thôi. Mà thằng Tommy nó mà đi nữa là tôi chết luôn trong coi. Dạ thưa bác con đi nha. Dạ rồi ông đi chết đi, nó đi kìa. Trời ơi con thấy không, xui là cái lúc nó xui là như vậy. Cái gì đâu mà nói cái là ứng liền. Tommy ơi con dạ. Đi đâu vậy con? Dạ thì giờ bây giờ ba mẹ con nó dịch quá thì con phải về con ở với ba mẹ, rồi khi nào mà hết dịch thì con quay lại đây nha. Ồ vậy đó hả? Dạ. Coi như là giờ chỉ về bên gia đình ở chút xíu rồi, dạ. rồi hết dịch lại về ở dạ, với đúng rồi. Bác đúng không? Tạm trú thôi. Rồi, hứa với bác nha, quay lại đi. Dạ dạ. Discount cho 2 tháng. Trời ơi dạ con cảm ơn bác. Ừ, nó nghe nè, gỡ cái mask xuống cho bác coi cái mặt nhìn cái nó đỡ nhớ đi rồi đi đâu đi. Không được bác thông cảm, tại ba má con bắt là phải vậy nè. Về gặp là cũng phải vậy nè. Đúng vậy là không đúng rồi, chỗ này an toàn ông dạ. Nhìn tôi được rồi. Trời ơi, thôi. Không cho giờ mặt thôi, ôm cái đi. Dạ. Dạ. Ờ là mình giỏi nha. Cái gì vậy ông nội? Anh nói ôm, ông nói ôm, tôi tưởng ôm tôi.
ông á nha, lúc nào cũng chờ tôi hớ hên rồi lợi dụng chiếm đoạt tôi à. Tôi đâu có biết được ông thích cái đầu ông ấy. Dạ thôi, xin phép hai bác con vô con lấy mấy cục tạ con để ra xe rồi con đi luôn. Dạ. Thôi, nói nghe nè. Thôi mày, con ở đây nói chuyện với bác xã đi. Để bác vô bác lấy mấy cục tạ cho con. Ờ, nổi không vậy? Ông này thì có bạn bè bao nhiêu mấy chục năm rồi mà không lúc nào tin tưởng tôi hết á. Thôi không phải. Trời ơi, ông tập dưỡng sinh, ta tập tạ, tạ nó 50kg không đó. Dạ, tạ nặng lắm, tạ nặng lắm. Yên tâm. Trời ơi, cục 100kg bác còn dở được, nó húng chi. Phải không ba, vừa ba nổ vừa thôi đâu ra 100kg. Ba bữa ba có cục ký, ông tập siêu uống xỉu rồi đó ra 100kg. Nè, nhìn cái mặt hai người là như không tin tôi đúng không? Không phải ý đó bác. Mà bây giờ sao? Bác chứng minh luôn nè. Ngon, gồng tay với bác. Gì? Ngon thì gồng tay với bác. Thôi ông ơi, gần Tết rồi đừng có cố. Nè xả. Cái gì? Xả lúc nào cũng vậy, xả ngồi xuống đó. Ngồi xuống mà nhìn xét. Tôi lo cho ông thôi. Lo cái gì mà lo? Này, xuống đây. Gồng tay hả bác? Mày mà không gồng với là bác giận luôn. Mày múc mày xin tới nhà mày xe tao không cho nữa. Rồi. Con gồng đi con. Rồi hay quá. Tôi làm gồng tay nha. Rồi. Xả đếm đi. Rồi rồi. 1, 2, 3 nha. Ủa tôi mới nhấp mà xuống luôn rồi. Cái gì? Ông có biết đếm không vậy ông nội? Tôi đếm 1, 2, 3 đó. Ông đếm 1, 2, 3 đếm vậy rồi ai mà chuẩn bị cho kịp? Đếm tới 1, 2, 3 người ta phải cho nhịp để người ta được o sát đồ này nọ rồi, chứ. Chậm đúng không? Biết vậy thì đập từ 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 chứ. Biết rồi. Làm lại được dạ, không? Dạ, được, được, chứ được, còn được. Như vậy là bác thua là bác không có chịu. Bác dạ, không dạ, 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 dạ. Con hiểu, đúng con không? Hiểu. Rồi. Giờ tập trung nha. Đếm đàng hoàng ha. Phải đàng hoàng. Rồi. Chuẩn bị chưa? Dạ rồi. À. 1, 2 đâu ông nội? 1, 2 ra Phước Ngọc Thọ được mua quà Tết rồi. Đếm 3 luôn. Ngồi xuống. Ngồi xuống cho tôi. Tôi tưởng ông thích. Cái gì? Ông lúc nào cũng vậy. Tại cái ông nội này không được. Cuộc đời của bác lúc nào cũng bị ông ám á. Hết bà Hồng là tới ông. Ông ấy bây giờ bắt còng hai tay luôn đi cho bác dễ ha. Thôi không chơi nữa đâu. Ủa sao vậy bác? Bạn sao vậy bạn? Bạn sao vậy? Mày nghe nó nói không? Thì đúng rồi, nó còn trẻ, nó chấp ông hai tay đúng rồi. Này chính lão Đắc Thọ mà. Không dám đâu, cái đó là một sự sỉ nhục. Nghĩ sao mà tự nhiên giờ chơi gồng mà giờ nói gồng tay, tôi chơi gồng hai tay. Vậy chơi làm gì nữa? Giờ không gồng đúng không? Còn không ơi, con khỏi chấp đi không? Khỏi chấp, khỏi chấp, khỏi chấp ổng luôn. Không, nhưng mà hai tay cũng được con. Kính lão Đắc Thọ đó. Ờ dạ dạ rồi, dạ rồi. Mấy bánh tráng ông lật ghê lắm. Ngồi vô. Mày ngồi nè. Này là chuyện của tôi với thằng Tommy. Chơi không? Dạ dạ rồi. Cho bác hai tay hả? À? Hai tay. Hai tay được phải không? Dạ được, dạ được. Nhưng mà nó nghe giờ mình đừng chơi vậy, mình chơi vậy nó thấy nó thường lắm. Dạ. Bây giờ để xuống vậy đi. Rồi. Để như vậy ha. Rồi 1, 2, 3 là bác kéo lên. Được luôn hả bác? Được không? Được không? Để mà bác ăn được đi. Dạ. Còn nếu mà bác thua, mày muốn sao cũng được. Dạ. Chơi không? Dạ chơi. 1, 2, 3. Nó không lên luôn đó. Nó không lên. Từ từ nó lên. Nó không lên. Nó từ từ lên. Có thấy nó lên đâu? Nó lên nè. Đừng cố quá bạn ơi. Đó, nó lên đó. Đó. Cố quá. Nó lên. Trời ơi. Bác rồi. Có khỏi nang con quanh nha. Hỏi gọi con. Bạn ơi. Tôi hận không? Sao hận tôi? Tôi hận thằng Tommy. Sao vậy? Trời ơi. Lớn tuổi mà nó không nể nang người có tuổi gì hết trơn. Cái này là ông nha, tôi đã nói không nổi thằng nhỏ, đừng có gồng nha, này ông cố nha. Ông cứ nói riết làm tôi không có chuẩn bị tinh thần mới thua thằng nhỏ thôi. Rồi thôi, tại tôi thôi, đứng lên đi, tôi gỡ lên. Hận không? Thôi đừng có hận nữa, mệt ghê luôn á. Đó, ta yếu ra gió, thằng ba yếu rồi, đi đổ thừa không à. Lên ghế ngồi đi. Lên ghế ngồi đi, khổ tâm quá. Thôi mà, không có giận nè. Giận cái gì? Ông đừng có đứng gần tôi nữa. Kìa, qua đứng với thằng Tommy kìa. Thôi bác ơi, bác cho con xin lỗi thì con không cố ý mà. Con đừng có xin lỗi gì nữa hết á. Mai mốt đừng có quay về đây bướng phần bác nữa. Thôi mà bác, thôi dịch cho con chuộc lỗi đi bác. Mày chuộc sao? Bây giờ vậy, con để lại tạ hết cho bác tập luôn nha. Tao hận mày thêm. Thôi bây giờ tạ bác không chịu, bây giờ con chuộc lỗi cách khác. Cái gì? Giới thiệu ghệ. Sao? Phải không? Chịu. Chịu rồi. Mày nói thiệt hả? Dạ thiệt, được không? Con định giới thiệu ai? Gì? Ừ. Tư được. Dạ có gì Tư. Trời ơi, gì Tư được đó. Gì chồng con gì chưa? Chưa. Chưa luôn. Chồng trắng. Thôi. Chưa quen ai luôn. Chưa. Trời ơi, ông hên quá. Còn chồng trắng kìa. Nè. Cái gì?
cũng lễ cuối đời cho hốt kinh nữ. Trời ơi. Hình. Có hình luôn á? Dạ. Ôi, ơi. Úi. Ôi đẹp thiệt á. Ôi. Thì tôi cũng đẹp quá. Dạ. Rất ơn ông. Nhìn thấy cái mỏ cắn cái sợ. Nghe nè. Cái gì? Thấy không, đẹp à? Đẹp, công nhận đẹp. Làm má bo là được đúng không? Bo chịu á, đẹp bo chịu. Thôi. Được. Nó nghe nè. Dạ. Em nói nghe nè. Không là giờ không có cái liên quan gì trong cái gia đình này hết. Em qua kia đứng đi. Thôi, qua đây đứng với Dượng. Dạ. Trời ơi, có gái bỏ bạn. Không. Thiệt, cái này gia đình ta mà. Nó nghe nè, con gọi cho dì Tư. Rồi nói với dì Tư là khi nào mà qua Cali là ở lại nhà của Dượng luôn. Dạ, chắc chắn con sẽ gọi. Trời ơi, dì con dễ thương lắm. Nhưng mà cũng tội là hơi yếu, lúc nào cũng phải trong bệnh viện hết trơn á. Sao vậy? Dạ, bác biết sao không? Năm ngoái vừa rồi là mới phải trải qua một cái đại phẫu. Trời ơi, tội nghiệp quá. Người đẹp mà tôi nói con bị cũng đại lắm. Phẫu nữa hả? Dạ. Bị cái gì mà đại phẫu với vậy con? Dạ, chuyển giới. Được đó, tôi thấy hợp. Tối về hai chị em dành đầm vui mà. Có gì đâu phải đắn đo. À, có gì đâu, thì trước khi là dì Tư nó là cậu Tư. Đúng rồi, cậu Tư đó. Đó, cái nét thích cậu Tư. Nhà con có... Bà nói đi. Ý của bác á là... Dạ. Thấy bác vậy đó. Dạ. Bác là bác thích gái thiệt. Dạ. Còn gái già là để dành cho cha nội này. Hiểu không? Dạ, hiểu. Thôi à... đi con, mình đi mà chạy máy bay. Dạ, đúng rồi. Chào con xin phép bác con đi. Dạ, xin chào bác con đi nha. Đừng. Dạ rồi. Dạ rồi. Hết dịch rồi bác. Đi thăm bác nha. Dạ. Đi mạnh khỏe cho tấm mày. Nói chơi chứ nãy giờ giỡn ông cho vui thôi. Thấy ông cuối cùng ai cũng bỏ ông đi hết. Bạn ông còn mình tôi à? Không. Tôi cũng phải là bạn của ông. Ủa sao vậy? Ông cũng phải là bạn của tôi. Sao vậy? Kể từ bây giờ nha, ông đừng bao giờ bước qua cái nhà này nữa. Hiểu không? Ủa, tôi có lỗi gì đâu. Never see you again. Anh nghe tụi mày ơi. Anh Bo. Ừ. Ừ anh Bo, nãy em đi gấp quá em quên chào anh. Thôi em chào anh rồi em đi luôn nha. Ok em, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Anh, mà khi nào anh với chị Hiền đám cưới là phải gọi cho em đó nha. Ừ, anh nhớ rồi. Bye. Dạ, bye anh. Ba. Thằng Mỹ nó nói Hiền lấy ai vậy? Bởi tính tâm mày rồi. Nó chuyên gia, nó gán ghép người nãy người kia cơ mà. Cái có Hiền gì đâu. Mà nó ghép đứa nào là dính đứa đó. Hôm bữa ghép ba với cô Hồng. Mày đừng có nói bà Hồng với tao nữa nha. Tao là tao kỵ rơ bà Hồng nha. Tao không có thích nghe cái chữ bà Hồng đó nha. Con Hiền nó dễ thương bao nhiêu là cái con mẹ đó thấy ghét lấy nhiều. Tao không có ưa bà. Nhưng mà con không biết làm sao ba cứ kỵ rơ con Hồng mà không có làm gì ba đâu trời. Sao không kỵ rơ? Bà quá ảnh hưởng đến cái cuộc đời của tao. Chuyện gì ba? Ba mẹ tên gì? Ba mẹ tên Xét. Đúng không? Rồi đó, bà không biết tiếng Anh thì thôi. À, học, ở nhà rảnh rỗi đi học English đi. Không có, phát âm kêu xét. Trời ơi, mình tên Xét có một chữ X à. Qua cái mỏ của bà, ba chữ X, đắt cơm. Gì ghê vậy? Mà kêu xét. Người ta hiểu lầm. Mà cái thói qua đây du lịch, mình phải học theo cái Mỹ, cái văn minh đồ này nọ. Qua đây mà ở như Việt Nam vậy, tự nhiên đang là làm đồ ăn, cái thiếu mắm, đường, tiêu, tỏi, bột ngọt vậy, phóng qua hàng xóm gõ cửa đung, rồi mượn đồ của người ta. Không thấy đúng mà ba, dù mình không có đồ thì mình qua hàng xóm mình mượn, có gì đâu mình trả lại. Dạ, đó là hàng xóm Việt Nam, hàng xóm Mỹ, nước mắm đâu mà cho mượn. À, quên. Mà chưa hết, bà qua, bà đập cửa nhà thằng Taylor, rồi bà kêu hit me, set over there, có luôn hả? Thằng quỷ thằng Taylor đâu biết mẹ gì hả? Vừa nghe kêu hit set, gọi xuống cảnh sát 911, nguyên một cái đồn nó thì không phải cảnh sát thường nha, nguyên một cái tập đoàn SWAT nó ập lên nhà mình. Tao mới vừa đẩy cái xe vô driveway thôi, nguyên một đám ập tới hốt bà xuống dưới đồn, một cắt cỏ dưới đó luôn. Rồi một ngày nào đó mày về đây mày sẽ không có thấy ba ở trong cái đồn cảnh sát nữa. Mà ba sẽ ở trong. Ba không ở trong đồn cảnh sát, ba ở trong đồn gì? Tao không ở trong cái đồn cảnh sát thì ở trong cái bồn tắm chứ ở đâu. Ba sẽ giết ba, rồi ba bỏ thi thể ba vô trong bồn tắm. Ba... Tao nói cho mày biết, mày phải suy nghĩ cách. Một là bà Hồng đi,
hai là tao đi. Mày đi đâu? Cái đồ cho bà đi. Tao lấy. Lấy trộm mày giờ. Giỡn. Giỡn cái gì? Tao nói cho mày biết, tao nói thiệt. Lần này mày phải suy nghĩ, tìm cách đuổi bà Hồng đi cho tao. Ba, ba, nhìn con nè. Dây. Ba có thương con không? Có một mình mày không thương mày chứ lấy giờ tao thương ai? Dạ, nếu mà thương con thì phải giúp con chuyện này thôi. Ba cho một tuần lễ thôi. Ba biết tính của cô Hồng á, tính cổ là cứng rắn. Giờ ba nhịn cổ một chút rồi mình hướng cho cổ thùy mị nè, nhẹ nhàng mà nết na như ba vậy đó. Gì vậy? Mày khùng như ba hả mày? Tự nhiên việc tại hả ba mày riết, tao tưởng là tao là con bánh bèo luôn á. Tao nói cho mày biết, bà Hồng á là thân thiệt, tao chưa thấy một cái người đàn bà nào mà bê bối như mà. Mà ba dọn không có vừa ý ba. Nhà là nhà của tao, hiểu không? Tao muốn để đâu là chuyện của tao. Thì giờ con mới xin ba đó, một tuần lễ rồi ba làm cho cổ. Một tuần là mày biết, mày chắc chắn là ba sẽ thay đổi không? Nếu mà cô Hồng không thay đổi thì ba cứ làm theo cách của ba. Cho cổ đi luôn, cho em Hiền. Đi luôn. Mày nói nha. Dạ. Điều. Dạ. Một tuần nha mày. Vì mày thôi. Dạ. Đây. Cảm ơn ba. Để đi làm nha. Ba, ba làm vậy nguy hiểm lắm đó. Ba sợ đâu, ba để sẵn rồi, xì tốt. Ba làm quá à, mà chuyện gì vậy ba? Con lật đật con đi rồi con quên đem theo cái hộp đồ ăn trưa nè, ba chuẩn bị sẵn rồi. Con quên luôn. Sữa. Sữa. Trồng qua trái cây sẵn. Dạ. Cá xeo mình là ba lấy xương ra hết rồi. Con trai của ba là giờ chỉ có như là mở miệng ra rồi cái nhai đớp thôi. Quá kỹ luôn, cảm ơn ba nha. Quan trọng. Gì nữa ba? Đi đứng nằm ngồi là phải lấy xịt xung quanh hết, dùng hết sanitizer cho ba. Dạ. Giữ gìn sức khỏe cho ba. Dạ. Nha không? Dạ. Thiệt luôn á, ba chăm sóc con vậy á, con nghĩ là mẹ ở trên cao, mẹ nhìn thấy như vậy sẽ rất là hạnh phúc luôn đó. Ui gì làm đi. Dạ. Công nhận ba lớn tuổi mà nhanh thiệt ha. Mới đây là vô nhà liền luôn đó. Ba đây để con. Ủa ba, sao ba vô đây vậy? Cho ba coi gian đi ra chợ Thuận Phát. Rồi xe ba đâu? Cho chú xã mượn rồi. Lát là cháu ba vậy? Yên tâm, cả bộ xa này ai không biết ba. Ba xin ai cũng cho đó. Đi đi. Rồi đi. Alo. Dạ anh sếp hả? Dạ sao anh? Dạ. Dạ em có mua cá cho anh rồi đó anh. Dạ em mua mấy con cá bự ngon lắm, em có gì em chiên cho anh ăn. Sao anh đổi ý hả? Anh muốn ăn cá nhỏ hả? Thôi anh sếp à, anh phải thông cảm, bây giờ cái mùa này là mùa Covid, đâu phải cứ muốn đi chợ là được đâu. Bây giờ tôi không biết đường biết xá gì hết trơn à, mà giờ con Hiền nó đi làm rồi, rồi bây giờ rồi, sao tôi đi chợ được. Sao? Ý anh là dạ, dạ anh muốn ăn cá nhỏ. Dạ, dạ, dạ được anh. Dạ, dạ anh muốn cá nhỏ, có cá nhỏ anh. Trời ơi, tôi xe phòng mà, chứ đâu phải là tôi làm con sen của ông đâu. Trời ơi, tôi nói thiệt cho ông nghe, tôi bực ông lắm rồi đó. Ở nhà này riết hả, ông muốn nói tôi gì nói, ông muốn bắt tôi làm gì làm à. Thứ gì đâu á, thiệt tình luôn á. Mình ở đây mà mình chân ướt chân ráo qua đây mình có biết gì đâu. Đi đâu mà đi đi mua cá cho ông. Cá đâu, cá nhỏ đâu ra. Trời ơi, tôi biết làm như dễ có cá nhỏ lắm vậy trời. Thứ gì đâu á. Chảo dầu nha. Thật sự á, các con biết không, cô là cô không muốn đâu. Tại chủ con đòi quá nên cô bắt buộc cô phải làm tụi con luôn đó. Mình nằm ở trong chảo dầu mặt mày phải hiền lành dễ dãi nha con. Chứ đừng có khó như cái mặt ông chủ con nha. Cái mặt ông chủ con khó ưa dữ lắm. Nè, bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng
tấm tấm kali cho ăn cơm hẩm cho qua nhà người. Ở quên đi chứ, cá này cá ở Mỹ, là mình phải nói tiếng Mỹ thì nó mới hiểu. This is gay gay. Get up, get up. Is mẹ. Tao mới về. Nè, dạ. Mày mà không phải con tao, tao bỏ vô chảo dầu tao chiên luôn rồi đó. Nè. Chú hồn luôn à. Thơm quá mẹ ơi. Thơm thơm thơm. Mẹ mua cái đâu vậy? Mẹ lấy trong hồ. Hồ nào? Thì nó hồ ngoài phòng khách đó. Trời đất ơi. Cái đó là cá kiển, làm sao mà ăn được hả mẹ? Thì mình nuôi con gì mình ăn con đó được mà con. Không có được. Thì bây giờ mẹ làm này cũng giống như trong mấy cái nhà hàng tươi sống có cái hồ xong mình bắt vô mình chiên thôi. Nhưng mà là cá của chú Xét mà là tài sản của chú Xét thì chẳng khác nào là mẹ đang phá hủy tài sản của chú. Vậy là chú sẽ kiện. Kiện lúc đó mẹ đi tù. Trời đất ơi. Chứ mẹ đi tù đó con. Mẹ đi tù. Sao mẹ? Con ơi con, nếu mà rủ mà chuyện này có xảy ra thật sự á, nếu mà đi tù á, nhớ chọn cho mẹ một cái tù có đàn ông ở trong đó nha. Mẹ thích vô đó nó mới vui. Hại mẹ giờ này mà mẹ còn giỡn được nữa hả? Chú mà biết á. Giỡn cái gì? Mẹ nói đến nỗi lòng của mẹ là sự thật như vậy mà. Mẹ ha. Bây giờ phải sao bây giờ ta? Bây giờ con sẽ ra chợ kiếm mấy con cá giống như vậy con đổ vô hồ. Được còn mẹ ở nhà xử lý mấy con cá này. Không thôi chú Xét mà thấy á, chú sẽ đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà đó. Rồi mẹ biết rồi. Con đi đi chú. Rồi đi đi để đó mẹ lo mà mẹ biết. Trời ơi chắc tôi phải sám hối quá. Ăn cái nhỏ, cô phải chịu cái nhỏ. Nên hôm nay cô xin sám hối với tụi con. Tụi con nghe bài kinh này của cô, rồi tụi con kéo nhau bày đàn đi siêu thoát giùm cho cô. Thực ra cô cũng ăn năn lắm rồi. Cô xin sám hối với tụi mẹ con. Giật hết cả mình nè. Bây giờ mọi chuyện sao rồi? Con giải quyết xong hết rồi. Trời, xong hết rồi hả con? Trời, mẹ cảm ơn con nha. Sao mà con làm sao nhanh quá vậy? Cũng may á, là mỗi ngày con đều đếm cá trong hồ, cho nên là thiếu con nào, con lắp vô con đó liền. Trời, sao con rảnh quá vậy? Tại vì con biết thế nào cũng có ngày hôm nay á. Vậy thì mai mốt nè, con đi hết cái nhà này, con đếm hết toàn bộ nội thất của ông Xét giùm cho mẹ đi. Bàn ghế tủ giường đếm giùm cho mẹ luôn đi. Chi vậy? Trời ơi, có nhiều lúc mẹ giận lên con không chừng có ngày mẹ đốt nhà ông luôn á. Mẹ tức trong người là mẹ đốt à. Mẹ bị xì chết với ổng luôn á. Mẹ không chịu nổi luôn á con ơi. Mẹ. Cái tính mẹ rồi, khi mà mẹ nóng tính lên là cái gì mẹ cũng muốn đập đúng không? Cái gì mẹ cũng muốn đập hết. Cái gì mẹ cũng muốn đập hết. Trời ơi, đang bực mình ai điện thoại cho tôi vậy trời. Khỏi nha. Điện thoại đó của mẹ á. Oh no. Oh no. Trời ơi con ơi. Nó banh ta lông cái máy ra luôn rồi. Trời ơi, bây giờ sao con? Đó con thấy không? Thôi, được rồi, để con lo cho. Thôi, con đang đi học rồi tiền đó mà con lo cho mẹ. Để đó mẹ điện thoại về Việt Nam rồi mẹ mượn người ta, mẹ tự lo cho mẹ được. Đó, mẹ thấy không? Mẹ còn không đủ tiền nữa. Rồi mẹ còn đòi dọn đi nữa. Con nói thiệt á, ở đây là được nhất. Vừa sạch sẽ, vừa thoáng mát, mà giá cả là hợp lý nữa. Ở đây không có gì được nhất hết á. Ngoài thằng Bon trong nhà này là được nhất thôi à. Dạ. Yeah. Trời, cái gì mà mới nhắc thằng Bon mà hai mắt sáng trưng vậy? Đừng nói tôi là để ý nó nha. Có đâu. Mẹ nói con ha, để ý ai để ý nha. Chứ mẹ không bao giờ mẹ muốn làm xui cho nhà ông Xét. Ok. Mẹ, chú tin Xét chứ không phải là Xét. Xét. Xét, xét xe á mẹ. Xét xét. Trời đất ơi, mẹ ơi, mẹ mày ghét, tao muốn kêu cái gì kệ tao. Xét xét. Rồi rồi, thôi thôi, mẹ là mẹ của con, mẹ muốn nói gì cũng được hết. Bây giờ mẹ bình tĩnh không có nổi nữa rồi con. Bây giờ con làm cái gì làm? Trong một tuần nữa con phải dọn ra khỏi nhà này cho mẹ. Dọn đi thiệt đó hả mẹ? Chứ còn gì nữa, chịu hết nổi rồi. Mẹ ơi, mẹ, một tuần thôi, một tuần. Trong một tuần đó mẹ bình tĩnh giùm con được không? Thì mẹ cũng phải vì con thôi. Bữa giờ ở đây cũng lâu rồi, giờ ở thêm tuần nữa đâu có sao đâu. Mẹ sẽ cố gắng
mẹ sẽ cố gắng nhịn. Đây rồi, ngất ngay con bà. Trời ơi là trời, hát không hay mà cứ gào đống suốt ngày là hát cái bài xuân gì mà trời, tôi nghe mà giống như là hết xuân tới nơi vậy đó. Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Trời ơi, chịu hết nổi cho thằng cha này rồi. Mệt nổi ông này lôn rồi. Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Mùa xuân đã đến bên anh. Trời ơi, cái gì ông nội? Ông làm gì mà ông đứng đi trước cửa phòng tôi hát như vậy mà ông coi được hả? Xin lỗi, tại tôi phiêu quá. Phiêu đến cửa phòng của bà nào tôi không hay. Đây rồi, đắm say. Đây rồi, ngất ngây. Ôi, tôi đang cảm giác giống như là cái giọng hát nó gần cái sát lỗ tai tôi rồi vậy trời. Trời ơi, cái gì mà nó rong rống thế mà ghê quá hả? Trời ơi, cái gì vậy trời? Xin lỗi, tôi phiêu quá. Trời ơi, tôi chịu đựng hết nổi rồi. Hôm mấy con cá này đó mình chưa có tẩu tán đi, nên hôm nay mình để cho ông stress, ông ăn mấy cái củ, cách thiêu, cách thối này để cho ông biết ha. Thức gì còn có một tuần nữa thôi, mình ráng nhẫn nhịn. Anh stress, rest first, mời anh rest first, anh stress. Mời anh stress you. Chị ơi, hả? Giờ này 7 giờ tối rồi chị. Mình không ai gọi là breakfast 7 giờ tối á. Ta gọi là dinner, hiểu không? Không có biết tiếng Anh, bớt nói English. Dạ, sorry anh Seth. Dạ, chị, tôi tên là Seth, là một X, hiểu không? Chị cứ xét hoài, cái đó là 3 X. Dễ hiểu lầm lắm. Seth. Tập lại Seth. Seth, Seth. Sếp. Đúng rồi. Anh, tôi biết là tôi cũng không còn ở đây lâu, nên đây tôi làm cho anh bữa ăn này, đãi anh những cái món anh thích đó. Nghe nói tôi đi là anh vui lắm phồn. Có, trời ơi. Không có chị thì nhà nó cũng hơi yên lặng. Mà tôi thích. Không, ý tôi nói là thôi, đừng nói vậy, coi như là này chị làm hết à. Dạ, em nấu hết á. Mời anh dùng dùng bữa nha. Lo lắng cho anh. Chăm sóc anh mà. Anh muốn bia loại gì để em kêu? Lê la, cho bia đi cưng ơi. Còn anh muốn đào số nào để em kêu cho anh luôn nha. Cái gì vậy bà nội? Nhà của tôi mà bà làm giống như là thư quán bia ôm vậy. Chị sao chị làm cái gì cũng lố lăng hết á. Coi phim riết rồi nhiễm hay sao? Đi ăn cơm đi chị ơi. Xin lỗi, nhiều lúc chắc cũng bị liều. Thôi tôi ăn dùng bữa đi anh. Giòn thơm phức à? Cái gì vậy anh? Ăn đi. Sao giòn? Tôi thấy con cá này nó quen ta. Làm như tôi đã từng thấy nó tung tăng ở đâu rồi. Trời ơi, tung tăng đâu trời ơi, sao anh tưởng tượng quá à? Anh cứ tưởng tượng quá à. Chút đẹp giống cảm nhận được mấy con cá này lẫn cá trong hồ nhỏ không sao trời. Hay là rõ ràng là thấy cái cảm giác này như đã từng tung tăng trong cái hồ này nè. Con ơi, không phải vậy đâu con ơi. Con đừng ảo tưởng như vậy nghe con. Mình về bàn ăn nha con. Ừ, về con về đây. Ê chà, sao tự nhiên tôi làm con bá luôn vậy trời. Con ơi, về đây đi con. Này. Về đây đi con. Con về đây. Về đây đi con. Đó, về đây đi. 38 con đầy đủ. Ủa anh á, sao tôi thấy anh đa nghi quá. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà tôi vớt mấy con cá trong hồ, tôi ra tôi chiên, anh làm như tôi ác dữ vậy? Thì đâu biết. Bà có gì bà không dám làm. Cá là chị làm hết luôn hả? Đúng rồi.
Còn máy này chị mua ở đâu? Ôi cái này ông xã bạn anh đó, mấy người tặng cho tôi đó. Cái gì rồi? Cái gì? Chị nói cái bánh đó là ông xã ông làm cho tặng cho chị hả? Đúng rồi. Đó, nguyên trà bồ xà là cho là cho là quen với ông được cho thôi. Cái anh nghĩ sao vậy? Anh đây tôi còn chinh phục cũng được, sao mà tôi chinh phục được mấy trà bồ xà? Chị làm gì có cơ hội để chị chinh phục tôi. Chị đâu phải là gu tôi. Ủa chứ gu anh là ai vậy? Gu sếp tôi. Sếp. Ủa? Ơi sếp. Ủa, ông xã này gu anh đó hả? Gì bà? Ổng là ông xã, ông tên xã, gọi ông là ông xã chứ gọi gì? Thì tôi biết rồi, ông xã tặng bánh nè. Ê. Ai cho ông qua đây mà ông vô ông ngồi tỉnh bơ vậy? Thì nói chung là tôi biết là ông giận tôi, nên cái tôi qua đây tôi đem bánh tặng ông. Bánh gì? Thì bánh này nè, sáng ông điện cho tôi thèm ăn mà tôi nói tôi bệnh. Tự nhiên tôi sực nhớ là cái bánh này tôi đem tặng cho bà, ông thấy thế nào ông cũng giận. Nên thôi giờ tôi qua đây tôi đem lại tôi biếu ông. Rồi bánh đâu? Ăn hết rồi. Mày đi về đi, mày đến đây làm cái gì nữa? Không có chuyện lớn. Chuyện gì? Không biết mà chơi nhau mấy chục năm mà mỗi lần tôi qua đây tôi buồn là không biết mà. Đừng nói tôi là ông mượn tiền nha. Chỉ có ông hiểu tôi. Rồi ông định mượn nhiêu? Không có mượn nhiều đâu, 500. Ừ, 500 nữa phải không? Là ông thiếu tôi đủ 6,000 luôn á. Cái gì? 6,000 chứ còn gì nữa? Sau đó giờ tôi nghĩ tôi mượn ông 6 đô à. Trời. Bây giờ sổ nợ tôi để xuống trong đây nè, có đầy đủ hết nè. Giờ ông nói đi, ông mượn 500 nữa làm gì? Ông muốn cứu ai? Giúp đỡ ai? Thì đó. Ai chữa bệnh? Thì đúng rồi, thật ra tôi mượn tiền ông toàn làm từ thiện chữa bệnh không mà. Chứ đâu có lấy tiền ông làm gì đâu. Bây giờ chữa cái gì? Bây giờ trong cái sổ này là coi như là bệnh nó đầy hết rồi nè. Da phả nó viết xuống đây nè. Đó, anh Tám bị bệnh tim. Đó, rồi đây bị bệnh phổi, phổi có nước. Đó, đây gan, gan nhiễm mỡ, gan nhiễm khuẩn. Cái gì? Nè. Đây nè, mượn cho bà Bảy. Lá lách đùm lá lách là bệnh gì vậy? Có nghĩa là bà bị đau lá lách, nhưng mà có muốn câu cuối là lá lách đùm lá lách, có nghĩa là giống như là ông phải cho mượn đi, giống như lá lách đùm lá lành gì đó, ông hiểu không? Rồi bà mượn cho bà Chính lá lách mỡ chài. Là bà tại vì bà ăn mỡ nhiều quá, mỡ nó thấm vô lá lách của bà. Trời ơi, sao mà cái tên cái bệnh gì mà giống như là quán như món nhậu vậy? Thì đó, cái tật tôi ghi gì cho nó vui thôi, người ta đã bệnh rồi. Rồi bây giờ ông qua đây là ông định mượn về chữa cái gì? Người này bị đường ruột. Dạ thưa ông nội, dạ đường ruột đây cũng có luôn rồi nè ông nội. Nè đây nè, cái gì? Ruột non trái tỏi. Cái gì vậy? Ruột già bị ổ gà. Hả? Ê, lý do này có rồi. Không, cái này là bệnh nặng hơn, mấy cái này là nhẹ thôi. Nặng hơn lại bệnh gì? Ông này ông bị, ông trong ruột ổng, trong ruột ổng có con chuột. Ủa cái gì bệnh vậy ngộ vậy? Bệnh gì mà ruột, trong ruột có con chuột? Thà là ông nói rằng lại trong phổi có cây chổi tôi còn tin hơn á. Ủa nói gì được luôn hả? Được sao không được? Trời, mấy ông nói gì tôi không hiểu gì trơn vậy? Tự nhiên là trong phổi có cây chổi là sao? Không hiểu. Bà mà hiểu là trong não bà có cái chảo á. À, tôi hiểu rồi. Trong phổi có cây chổi mà trong não có cây chảo. Vì là nếu mà tôi bị bệnh tim thì trong tim tôi có con không? Con gì? Con gì má? Trời ơi đúng. Con tim. Tôi tưởng là bà nói là trong tim mà có cái sim chứ. Hả? Trời ơi, tim mà chứa cái sim. Thì chi nãy giờ tôi điện thoại bà không được. Ông gọi điện cho bà không được là tại cái điện thoại bà bị banh rồi. Nha. Thì thật sự ra đó, thì đó là lý do tôi qua đây đó. Điện thoại bị banh là lý do tôi qua đây đó. Qua đây làm gì? Giờ tôi nói thẳng liên luôn. Liên quan gì? Tôi mượn 500 là để mua điện thoại cho bà. Trời ơi, trời. Tôi lại banh. Ba nghèo mà ba chơi sang quá. Ba toàn là thích mượn qua cúng Phật không à. Ê nó nghe nè. Cái dù bây giờ điện thoại của ba hư thì để cho ba tự kiếm tiền ba ấy. Ông đi mượn ông năm tiền tôi là tự nhiên ông đi qua bển ông đưa cho ba làm gì là làm sao? Chứ giờ ba mượn thẳng ông cho mượn không? Không. Thì đó thì tôi mượn giùm thôi. Trời đất. Ông hiểu không? Nhưng mà tôi nói cho ông nghe cái gì nó không có lý do của nó hết. Ba có tâm sự tôi, thật sự ra ba đập điện thoại là tại vì ba không có control được cái cảm xúc của ba. Bà bị stress quá. Ai làm gì bà mà tự nhiên bà stress? Tôi hỏi ông là bà qua đây bà du lịch, bà định thăm con Hiền, bà ở cái vài tháng bà về, tự nhiên về dính COVID cái bây giờ bà phải ở đây luôn. Mà đã vậy bây giờ bà ở trong nhà ông rồi, ông khó chịu quá, bà bị stress, bà kiềm chế không được, bà đập đồ, bà lỡ tay đập điện thoại bà. Bà đừng có gấp lửa bỏ tay người nha, bà ở đây tôi đối xử với bà như thế nào mà giờ bà nói với tôi là coi như là cái gì tôi làm khó bà rồi bà bị stress là sao hả? Nè, tôi sẵn đây ba mặt một lời tôi nói thẳng luôn nha. Tôi nói thiệt anh á, tôi ở đây lâu nay tôi chịu hết nổi rồi.
tôi là đi qua đây cái diện du lịch đúng không? Thì tôi thuê nhà ở đây, thuê phòng đây có nghĩa là tôi cũng trả tiền phòng đàng hoàng. Vậy mà anh lúc nào cũng soi xét tôi, rồi anh coi tôi giống như là con sen của ông á. Tại vì đồng hát karaoke âm tiếp phòng tôi, sao tôi chịu nổi ha? Rồi anh còn đi nói xấu tôi tùm lum tà la nè. Nè, đây, sẵn đây có cái điện thoại đây. Hôm nay nè, ba mặt một lời nè, tôi thu âm lại nè. Có ông dám đồ chối với tôi không? Bà không thu thì bà thu, tôi có làm gì đâu, tôi không có nói gì hết, tôi không sợ. Ông không nói gì phải không? Đây, để tôi hỏi nè. Nè, phải ông nói tôi là đi qua đây vì cái diện thẻ xanh thẻ đỏ gì đúng không? Người ta nói bà là không phải là bà làm, không phải là bà qua đây bà đi du lịch đâu. Chứ bà qua đây bà làm gì? Bà kiếm cớ bà qua đây là coi như là lấy cái thẻ xanh thẻ đỏ gì đó. Phải không bà? Thiệt. Không phải. Bà qua đây vì thẻ cào. Thẻ cào chứ không có nói xấu bà dù thẻ xanh hay là qua đây kiếm thẻ xanh hay là kiếm phi công gì hết. Cái thẻ cào đây là thẻ cào vé số á. Hiểu không? Thẻ cào vé số có nghĩa là bà qua đây bà muốn mua vé số, bà hy vọng bà trúng mà bà có tiền bà lo cho con Hiền rồi bà có cái này mà giúp đỡ người nghèo. Nói chung là ông nói tốt về bà thôi. Đó, chứ không có nói xấu gì hết. Nghe chưa? Lúc nào tôi cũng nói tốt về bà, lúc nào tôi cũng nghĩ tốt cho bà và con của bà nha. Từ đó giờ ông có nói xấu bà đâu, yên tâm. Đây là bạn bè quà quà. Ghét. Nhưng mà tôi nói nghe bà thấy chưa? Bà ở với tôi ở đây, tôi đối xử với bà sao, tôi đối xử với con Hiền như thế nào hả? Tôi coi nó như con gái tôi vậy. Nhưng mà bà cứ nghĩ là tôi đi nói xấu bà. Cái người gấp lửa bỏ tay người là bà ha. Tôi nói thiệt với bà, tôi biết đó là bà còn nói xấu tôi nhiều thứ hơn nữa kìa. Trời ơi, tôi làm gì mà dám nói xấu ông? Ông nghĩ sao vậy? Trời ơi, tôi ở đây tôi thuê phòng sao mắc mớ tôi nói xấu ông? Bà chối kìa. Bà chối hả? Bà chối hả? Bà ngon đi. Nè, tôi thâu lại luôn nè. Những gì nói sẽ đây sẽ là bằng chứng trước khi ra tòa. Bà ngon đây. Bà chối kìa. Bà nghe, bà chối đó. Bây giờ bà đừng có chối. Bà đừng có chối. Tôi ngồi đây thì bà đừng có chối. Đó, đúng. Nha, có ông xã ngồi để làm bằng chứng. Bà đây đi. Bà nói là bà có nói rằng là tôi bóng này bóng nọ không hả? Bà có nói tôi là bóng tính bóng lộ gì già bóng dài ở đây không? Không. À, cha xét cho khó chịu mà ngày nào cha cũng kiếm chuyện với tôi hả? Mà chả bây giờ vợ mất lâu năm đó, ở trong nhà một mình không có lấy ai, riết làm như bị đổi giới tính như sao á, bị bóng già, khó chịu như đặt bài vậy đó. Bà nói tôi. Bà nói tôi. Thật ra bà đi đòn là bà nói tôi. Mà tại vì cái tên của ông với tôi là tên X, xả với xét nó thì giống giống nhau, nên mọi người nghe lộn là xét chứ thật ra bà nói xả. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Xét ơi, bạn chơi với xả bao năm mà xét chưa bao giờ hiểu được xả. Xét ở ngoài xét như vậy nhưng mà bên trong xét thẳng, còn xả rất là thẳng mà bên trong yếu lắm. Nói như ông xã không, xã đâu mới xét bữa nay phải bông phải sống thật em. Lại sống thật cái gì? Bà có ok không? Trời ơi, cảm ơn bà bạn nha. Giờ bà giờ tôi phải sống đúng với con người của tôi. Bà hiểu chưa? Trời ơi, vậy là xả vậy mà. Bà thiệt là vậy luôn. Chứ ông thấy ông bữa ăn xăm mì đó, rồi lâu lâu tôi hay ôm ông đó, là tôi cố tình. Trời ơi, nói làm tôi nổi hết da gà lên luôn á. Rồi ông không chơi thân luôn nữa hả? Không. Thiệt sự là gì nè xả? Sao? Thật sự ra đó là cái vụ mà giới tính thì tôi không có không may, hiểu không? Cái gì là chủ yếu là tình cảm bạn bè mình chơi với nhau, đối xử với nhau ra sao thôi, đúng không? Còn cái chuyện mà giờ giới tính tôi đâu phải đi ngủ với ông đâu, đúng không? Mặc dù ổng cũng là cái người đầu ấp tay gối của tôi. Cái gì vậy? Cái gu ông luôn đó hả? Không, trời ơi, cái ý tôi nói là ảnh là cái người bạn chí cốt. Chí cốt à, là coi như đó. Thôi, bỏ qua chuyện đó. Coi như là giờ xả như thế nào đi nữa thì cũng là bạn của hai đứa tôi. Đó. Cái điều quan trọng là tôi thích như vậy nè. Hiểu không? Tôi thích như vậy nè. Chứ tôi thì không sao. Tôi thấy hai người mà đừng có gây nhau nữa. Hiểu không? Đó, ông thì ông mất vợ rồi. Vợ ông thì khuất bóng. Còn chồng bà này đi theo bóng. Ủa không, đi theo cha. Cho nên tôi nghĩ hai người kết hợp nhau là ok. Đó. Được không Thiên? Dạ thì cũng được chứ sếp. Ủa cái gì ở ngoài vậy? Cái gì vậy? Ủa sao nghe tiếng xe đó quẹt.
Hiền ơi trời ơi con, cái gì mà con ho gì? Chú đừng có gần con chú. Trời ơi con có sao không Hiền? Chú con xin lỗi chú, hồi nãy con mắc ho quá rồi con lỡ quẹt cái xe của chú. Cái gì đó bỏ qua đi con, không sao đâu. Hiền chú. Hả? Chú cái gì? Chú tránh xa. Con bị cái gì? Con ho. Con thở quá. Mọi người dính con ra đi chứ con bị dính rồi. Hiền chuyện gì vậy ba? Con bị dính Covid rồi. Hả? Hiền dính Covid? Bỏ trời ơi con chừng nó vô đây. Không sao đâu có gì vô chổng dính thôi chứ không có gì đâu. Phải không? Bây giờ chồng nó có một cặp dính rồi, ngoài đây cũng có thể là một cặp dính. Một cặp dính, tôi dính ai? Ông dính vô tường đó. Trời ơi. Thôi bây giờ tôi nói, bây giờ hai người bình tĩnh nè. Covid á, là làm ơn bây giờ mỗi người cách xa nhau ra. Còn không á, bây giờ làm ơn hai người đi ra khỏi nhà tôi đi. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Quên. Hình như cái này nhà ông mà, cha này mới đi vô nhà ông nè. Ê cái này là nhà của hai đứa tụi tôi luôn á. Ông có liên quan vậy đó, đi về đi. Rồi 69 xin tôi rối luôn. Suốt ngày có sự xuất hiện của ông là coi như là rối hết. Ổng là cái này cái sự xui xẻo tới. Rồi bây giờ sao đây ông, tôi rối bình quá. Bình tĩnh. Bây giờ nói Hồng nghe nè. Hồng bình tĩnh đi, không có sao hết á. Bây giờ coi lỡ mệnh này thì chắc tôi chết luôn mà. Nghe lời sếp ha. Cái này là đã nghiên cứu kỹ rồi. Cái bệnh này nó như bệnh flu thường thôi. Bây giờ coi như tụi nó vô chậm, coi như mình cách ly nó vô trong phòng luôn. Mỗi ngày mình cứ coi như là cho nó uống thuốc Tylenol nè, rồi uống zinc nè. Rồi cho uống nước ấm giữ nhiệt độ anh 14 ngày là nó qua. Nó còn trẻ, nó sẽ khỏe lắm, không sao hết. Để mình vô đi lấy thuốc cho tụi nó uống. Không. Ông gọi đi. Con Hiền á, thuốc Tylenol gì là cái gì nó không có hết trơn á. Rồi lấy. Con nhỏ này nó chu đáo lắm, lúc nào nó có đồ sẵn cho mình hết trơn á. Đây, tôi đi vô trong tôi lo. Thôi đi. Cái gì vậy? Trời. Hả? Hai gạch. Vậy hai người quầy hả chú xã? Dạ rồi, con cảm ơn chú xã nha. Sao rồi anh? Hai người hết hiểu lầm rồi. Em, bây giờ anh với em phải đi ra ngoài công khai tình cảm của anh với em cho mọi người biết luôn. Nhưng mà em sợ lắm. Sợ gì? Có anh đi. Đi. Ba. Mẹ. Dạ. Dạ con xin lỗi, nãy con chỉ giỡn thôi. Rồi con ăn đậu phộng con ho thôi mà. Dạ, không có Covid gì đâu. Tôi dư sức biết cái chuyện đó mà. Dạ. Tôi đẻ cô cậu ra được mà. Dạ. Cái chuyện đó nó không có quan trọng. Bà nói đi. Thôi, nói đi. Bà nói đi. Thôi, ông nói đi. Ông bà nói đi. Ông đặt ông nói nó dễ hơn. Cái chuyện này đàn bà nói nó hợp con tôi chứ. Trời ơi, chết cha nha, sao ông đàn ông quá vậy? Tôi để tôi gì tôi nói. Nè. Dạ. Tiền. Dạ. Mẹ qua đây bao nhiêu lâu nay mẹ ngủ với con mỗi ngày mà tại sao đến ngày hôm nay con có cái vụ hai gạch này hả? Dạ. Con nói cho mẹ biết ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào, làm gì, ở đâu, khai mau. Dạ. Bác bình tĩnh đi bác. Con biết bác là gia đình gia giáo nên nên ngày đầu tiên mà Hiền dọn tới đây á, buổi sáng tụi con không có làm mà buổi tối tụi con mới làm. Hả? Cái gì? Buổi sáng nó không làm, buổi tối nó làm luôn không? Hiền, con làm gì mà con lẹ hơn mẹ luôn vậy Hiền? Không phải, con làm bài tập, có nghĩa là con làm homework á. Dạ, đúng rồi, bài tập nghĩa là homework đó bạn. Dạ. Làm homework thôi mà dạ. Chị. Ủa nhưng mà làm bài tập sao tự nhiên hai có hai gạch? Dạ, tại vì tụi con làm homework vào ban đêm không mà. Thứ hai homework, thứ ba homework, thứ tư homework, thứ năm homework. Hả? Ê, rồi cái thứ năm sao mà mất cái chữ home rồi? Vậy là nó quốc rồi đó ông ơi, vậy đó nó quốc rồi, nó dính luôn rồi, đúng dạ, không? Dạ không phải, có nghĩa là tụi con làm bài tập xong, tụi con làm homework xong á, thì tụi con làm việc nhà. Dạ. Không, bây giờ bỏ qua mấy cái vụ việc nhà homework gì đi. Tôi là tôi đang cần nghe cái đoạn là tại sao có bầu, làm gì có bầu đó, tôi cần cái hình ảnh đó đó, tôi nôn nè. Dạ. Cái gì vậy chị Hồng? Hả? Chị cứ để từ từ, chị hỏi con rồi phải cho nó cơ hội trả lời chứ. Chị làm gì chị tâm tước như ăn cướp vậy?
vụ đó bỏ qua đi. Tôi nói cho nghe, thật sự ra là ba má là không phải là lo cái gì hết. Đó, ba bản thân ba là ba chỉ sợ lửa gần rơm. Tụi con nhiều khi cái tuổi trẻ bồng bột, rồi cái phụt cháy lúc nào đó rồi tắt vèo. Rồi sau này để lại tội nghiệp là cho cái đứa con. Đó. Cho nên là ba má mới lo vậy thôi, hiểu không? Chứ còn nếu mà tụi con mà có suy nghĩ kỹ càng, tìm hiểu mà đến với nhau bằng tình yêu thiệt sự thì ba má cũng không có cấm cản. Dạ đúng rồi, tụi con đến bằng cái tình yêu thật sự, bằng trái tim thật sự à. Dạ. Bởi vì tụi con xuất phát từ một điểm chung, đó là tụi con không có một gia đình trọn vẹn. Dạ. Con thì mất mẹ từ nhỏ, còn Hiền thì ba bỏ nhà đi. Và con rất là thương bác gái, vì Hiền nói bác gái là rất là vất vả. Còn con á, thì con có nghe anh Bo kể là từ khi mà ảnh mất mẹ, bác đã chăm sóc anh Bo, bảo vệ anh Bo như một người cha, người mẹ. Con thương bác lắm. Con ước gì, con ước gì con cũng có một người cha như vậy. Chị Hồng à, con nghe hai đứa tụi nó nói như vậy thì tôi nghĩ là tụi nó cũng đã tìm hiểu rất là kỹ với nhau rồi. Tôi cũng nghĩ là tụi nó đã đến với nhau bằng cái tình yêu chân thật. Thì thôi, chị Hồng đừng có lo nữa, cứ để tụi nó đến với nhau. Tôi tin là con trai tôi dữ lắm. Ôi là tôi thương nó nhất. Con Hiền nó có mở với tôi bao nhiêu năm, tôi thương nó nhì. Ông nói vậy thì tôi cũng hiểu được tấm lòng của ông. Ông cũng thương con gái tôi. Còn tới giờ hai đứa nó đến với nhau như vậy cũng được. Tôi ở trong nhà ổn ràng vậy chứ tôi hiểu hết tụi nó luôn á ông. Trong nhà này á, tôi thương cái thằng Bon là nhì đó. Ông lấy bà thương tôi nhất. Không, tôi thương cái nhà này nhất. Thì sao có cái nhà, có cái vật chất nó cũng an toàn đâu. Sao có cái thằng Bon. Cái gì vậy Hồng? Bà vô nhà tôi ở, bà me hôi của tôi luôn vậy hả chị xui? Tại tôi tánh tôi nó thực tế đâu, hiểu không? Sợ con gái mà nó khổ như mẹ nó. Bởi vì anh xui thông cảm. Bé đừng có giận nha, mẹ con vậy á. Nó giận á mà. Thì thôi, chủ yếu là giờ mình sống là vì hai đứa nhỏ mà. Tụi nó vui là mình vui. Đúng rồi. Đúng không Hồng? Đúng không anh xui? Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm hả? Coi. Bé Pin. Ô mẹ ơi, sao tự nhiên Tết nhất rồi không mua rượu bia về mà mua quá trời đất tờ thanh về vậy ông? Trời ơi, thằng con trai thằng Bo nó nói với tôi là coi như là Tết nhất là mình chúc nhau sức khỏe thì mình sẽ tặng quà sức khỏe chứ. Đúng rồi. Trời, ông là best boy của cái bonsai này mà tự nhiên giờ không có uống rượu, không uống rượu bia nữa mà chuyển qua uống cái này. Vậy là giờ ông bỏ rượu bia phải không? Bỏ rượu bia. Giờ ông chuyển qua gái gú hả? Trời, kỳ cục. Best boy là không có chết xa trường. Bác tôi chỉ chết trên giường của bé Pink. Có bé Pink rồi, giờ tôi là coi như là chủ yếu là phải giữ gìn sức khỏe. Thì là coi như là bỏ rượu bia mà đi theo gái gú đó. Nói nghe nè, gia đình vui vẻ thôi, giờ mình dẫn người về nhà mình đón Tết được không? Yeah, yeah.
núp đằng sau nãy giờ không thấy hương phấn nữa. Đây là thẩm mỹ viện New You. Em là thư ký kiêm cố vấn về nhan sắc. Có nhiều người, người ta làm, người ta đến đây, người ta chỉ muốn cắt con mắt thôi. Em tư vấn một hồi, nó kéo nguyên dòng họ tới cắt luôn. Nói chung, thẩm mỹ viện New You này bây giờ là thuộc quyền sở hữu của em. Làm tất đẹp. Cả ngồi yên. Gì vậy? Còn đừng nhúc nhích. Hả? Cướp. Đi ra khóa cái cửa lại. Trời ơi, anh cướp. Cái thẩm mỹ viện này bây giờ là của tôi. Anh ơi, anh có cướp, anh ra nhà băng anh cướp. Ở đó có tiền, còn trong đây bông băng thuốc đỏ không à? Đúng, tôi vô đây tôi cướp. Nhưng mà tôi muốn cướp sắc. Trời đất ơi, mấy ba mấy má nào mà tới đây thẩm mỹ là đều xấu quắc, đâu có sắc trong cướp. Trời ơi, ý của tôi nói là tôi muốn cướp sắc về cho tôi á. Chưa có hiểu, trời ơi, cướp. Cướp cái gì vậy? Em lấy. Ê, súng, trời súng, cứng ngắc à. Em sợ cái súng lắm. Bà này bà diễn sâu dễ sợ. Không có một cái người nào mà sợ cái súng mà ta ôm chặt cái súng giống vậy. Không, em sợ. Sợ súng. Sợ cái gì? Đó không phải súng, cái đó là tiền đó. Tiền hả? Yeah. Ủa, sao vô đây ăn cướp không lấy tiền của tôi mà tự nhiên đưa tiền cho tôi vậy? Còn đó mới có 1 cọc à. Còn 3 cọc nữa nè. Đâu rồi? Trời ơi, quá trời. Dạ anh ơi anh, tôi lại anh. Anh đem chi mà có đóng tiền vậy anh? Mà sao tiền lẻ không vậy? Tiền lẻ mà nó nhiều. Tôi định vô đây là tôi muốn đi thẩm mỹ. Nhưng mà nói chị nghe nè. Cái gì? Ông vô đây thẩm mỹ hả? Dạ, nhưng mà em mắc cỡ. Cho nên em mới kêu chị đi ra khóa cái cửa lại cho em. Ê, lần sau làm thẩm mỹ rồi tôi muốn tim tôi muốn thòng xuống luôn. Tôi tưởng cướp. Không có, nói thiệt. Tại vì em mày bịt đầu khẩu trang lại sợ mấy đứa bạn nó giận ra nó chọc quê. À vậy hả? Dạ. Nói chung là làm thẩm mỹ đúng không? Dạ đúng. Trời ơi, hú hồn. Lấy hồn tôi lại coi. Dạ. Để tư vấn cho anh. Dạ. Dạ. Em nói chị nghe nè. Gì? Cho em hỏi đàn ông có ai vô đây thẩm mỹ không chị? Trời ơi, hỏi con nhà quê hết sức. Có coi phim Hàn Quốc không? Trời, thời buổi này không coi phim Hàn Quốc là lạc hậu á. Thì đó, cậu tưởng là cậu nhìn đi. Đó, hình nào tàn tài tử không à. Cậu tưởng sanh ra là người ta đẹp như vậy hả? Ủa, như nói vậy là nó xấu lắm hả chị? Trời đất ơi, hỏi câu dư thừa. Nhờ vô thẩm mỹ người ta mới đẹp được như vậy á. Gì hả chị? Ừ. Trời ơi, vậy là thẩm mỹ mới được vậy hả chị? Ừ, trời. Chứ ông nào ông nấy bước vô là cái mặt xấu à. Không có ai ví dụ ta. Xấu cỡ cầu á. Trời ơi, xấu mà không có cha sanh mẹ vậy. Xấu mà xúc xỉa, xấu mà lây lan, xấu mà hàng xóm dán hình không cho vô nhà. Nói chung là xấu kể như là má hú. Bà nội khóc. Bà ngoại gì quỳ lại ông địa. Thiệt á. Chị. Gì? Em biết là em xấu à. Nhưng mà em đâu có ăn hết dòng họ, ăn hết của gia đình của chị đâu. Mà chị làm thì chị sĩ giả vô mặt em dữ vậy. Không, ý là tại không ai xấu cỡ cậu để tôi ví dụ đúng không? Mà tôi nói cậu nghe nha. Tôi nói cái gì? Ông phải tôi chửi vậy để cho cái xấu đừng có lây. Nó thấy trời tôi ơi. Sợ nó không có lây. Thôi đi bà. Gì? Trời, xấu mà làm như bệnh truyền nhiễm còn lây lan gì nữa. Lây xấu lây. Cậu không thấy hả? Người ta ở với người đẹp thời gian ta đẹp. Ở với người xấu thời gian xấu. Đứng xa xa tôi ra ba. Cái gì vậy? Vậy? Cậu yên tâm đi. Dạ, tôi sao? Nói vậy thôi chứ cậu bước vô cái New You này của tôi rồi là cậu sẽ thay đổi cuộc đời mới. Vậy hả chị? Dạ. Trời ơi, bây giờ em mới biết cái thẩm mỹ viện tên New You. Giờ chị giải thích em mới hiểu á nha. Thì đó. Đó hồi đó giờ em đi ngang đi qua đi lại cái em nói ai mà đặt cái tên thì nó thấy nhìn thấy cà chớn dễ sợ luôn á. Thiệt, nghe nó rất là tầm sàm. Bây giờ chị kể em mới thấy là cái sự tầm cỡ của cái nó. Thì mới. Dạ, mình có như bước ra cái bước vô cái mình bước ra cái mình New You. New You. Dạ, mình New You rồi cái mình có New Life. Đúng vậy. Dạ, New Life rồi cái mình Happy New Year. Chưa, muốn muốn happy là phải bỏ tiền vô thẩm mỹ mới happy. Nói chứ phải có tiền hả chị? Ừ. Có tiền là có tất cả. Có tiền cả tất cả. Có tiền là xấu như ma cũng thành tiên nga. Đúng không chị? Không, sao lao thiệt chứ. Không phải hả? Phải là thiệt, phải dạ, hả? Dạ, dạ. Tại vì cậu biết sao không? Cậu lên, cậu chết đi sửa, tao làm cho cậu đẹp hết luôn. Vậy hả chị? Ừ. Tôi tốn tiền hả chị? Dạ. Tiền nó quan trọng. Dạ, em biết. Nhưng mà còn nhiều cái nó quan trọng hơn. Dạ. Hiểu không? Dạ, tụi Hàn Quốc tụi nó thấy tụi nó làm quá hả chị? Trời ơi, mà Việt Nam mình á là tại không có chú tâm thôi. Dạ. Đàn ông Việt Nam mình á là không có chú tâm. Chứ đàn ông Hàn Quốc cậu có biết là một năm nó xài bao nhiêu tiền mỹ phẩm nó sức vô mặt không? Bao nhiêu vậy chị? 900 triệu đô la Mỹ. Cái gì mà tới 900 triệu dữ vậy chị? Thì bởi vậy mà chưa đâu nha. Hôm bữa tôi qua tôi học cái nghề thẩm mỹ này nè. Dạ. Tôi đang đi trên chiếc xe taxi. Dạ. Để ra sân bay gấp vậy màn cha tài xế nở lòng nào tấp vô lề. Làm gì? Sức kem chống nắng. Chị sao chị nói quá à, có không? Cả sức 15 phút mà sức nhiều hơn tôi nữa đó. Dạ. Mà đàn ông mình á, là Việt Nam mình đi về là nhào vô đi làm về ôm vợ ôm con đúng không? Dạ đúng rồi. Còn đàn ông Hàn Quốc không, nó nhào vô nó ôm tủ lạnh lấy trái dưa leo liền. Làm gì vậy chị? Đắp mặt nạ.
Bây giờ ở bên Hàn Quốc người ta cấm rồi, không cho đắp mặt nạ dưa leo nữa. Sao vậy chị? Không còn dưa leo để làm kim chi ăn. Trời. Thiệt. Chị ơi, nếu mà nó cấm đắp dưa leo rồi, mấy mình đắp dưa hấu được không chị? Dưa hấu nó tốt hơn dưa leo. Dạ, vậy mình đắp dưa hấu đi. Nhưng mà nó ngọt rồi, nó bu dữ lắm. Trời. Tự nhiên ngồi đắp dưa leo xong rồi phủi như cái thứ tụi bu kiến đậu coi nó kỳ, nó mất sang, hiểu không? Vậy hả? Kỳ lắm. Ở dưa hấu nó ngọt, mấy mình đắp dưa muối đi chị. À, muối nó mặn á chị, rồi mới đậu vô là có lên tăng xong nó chết queo liền à. Cha nội này tào lao, cái mặt của cậu là phải đắp đến dưa mắm mới được. Nó rau à. Thôi kệ nó đắp dưa gì cũng kệ nó đi chị. Nhưng mà em bây giờ em phải công nhận nha. Sao? Bác sĩ thẩm mỹ là quyền năng dễ sợ luôn á chị. Dạ, dạ làm được nhiều thứ quá chị ha. Ở đây làm được nhiều thứ, cái gì họ cũng làm được hết trơn á trời. Vậy hả chị? Bởi vậy. Trời ơi, bây giờ cái con người như em giờ mà làm ra được gì không chị? Cái con người của cậu hả? Dạ. Ngắm 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 đi chị. Ngắm. Tôi nghĩ á, dạ, là cái mặt của cậu là không có nên không có nên sửa hả chị? Không có nên để nguyên vậy. Trời ơi chị, kỳ quá à. Không, chị thấy cái mặt em bây giờ nó bình thường quá nè, đúng không? Vậy mình có sửa được gì không? Sửa chứ. Vậy hả? Trời đất ơi, cái mặt của cậu là tôi sửa xong rồi đó nha. Mà người ta nhìn vô nó không phải là con người ta nữa. Trời, không phải con người ta mà lấy chị nói em xúc vật chị. Không phải xúc vật, không, chị nói chúng ta đang làm con người, tự nhiên chị nói không phải là con người ta là gì? Cậu có thấy ai đẹp cái tao nói trời ơi như tiên, hiểu không? Hiểu không? Đẹp ý là đẹp. Tôi cho cậu đẹp, có một cái vẻ đẹp từ con người bình thường mà đẹp tới bất thường luôn. Có gì chị nói em khùng hả? Không phải. Không thể, tự nhiên đang bình thường giờ làm bất thường rồi chứ nói em khùng rồi. Tại tôi nhiễm cái thằng cha nào nè. À, cái gì? Cái thằng cha đen nhồi phú, thằng cha gắn lông meo á. Dạ. Cha hay nói tôi là người bình thường sẽ trở thành người phi thường đó đó. Nhớ không? Cha đó. Dạ, vậy chị làm em người phi thường đi chị. Không, phi thường là anh trả giỏi cho nội. Dạ. Còn ông là phải đẹp bất thường. Hiểu không? Đẹp bất ngờ mà không phải bình thường. Và tôi nói có nghe có người vô đây thẩm mỹ xong đẹp bất ngờ luôn. Vậy hả? Có anh ta, nghe có ông đây nè, ông sắp xuất viện rồi. Anh ơi, các ông sắp xuất viện, đẹp 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 lắm. Đẹp bông. Tôi làm cho ổng à. Ủa đâu rồi? Anh đường này nè anh. Nhiều người thẩm mỹ xong không biết đường về luôn. Trời. Ghê quá vậy chị. Tại cắt mắt á. Ủa đâu rồi? Ôi chị ơi, em nè. À. Đó, trời đất ơi. Bên kia đứng, đón chào. Trời đất ơi. Rụng nụ. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Rụng á, thấy trai đẹp là rụng à. Trời đất ơi, tôi sửa cái mặt y như đang nguyên á. Trời ơi, sửa cái mặt y chang, tôi đẹp tới cưng chứ sợ. Cho hùng cái ra. Đã gì đâu, lâu lâu có cơ hội mà. Cưng quá à. Hôm nay xuất viện phải không? Dạ, thưa chị, hôm nay em xuất viện. Ừ. Nằm ở đây mấy ngày mà em nhớ nhà quá. Ừ. Thôi ôi, nằm đây có mấy ngày mà đẹp như vậy. Ừ. Chị cho em nằm đây 1 tháng được không chị? Mày nằm 1 năm không biết được vậy chưa? Nhỏ nó kiện mà. Không ơi kệ nó, nếu mà đẹp nằm năm em cũng chịu. Phải công nhận, em có phải công nhận là bác sĩ ở New You của chị thẩm mỹ viện này quá hay. Hoàn toàn mới luôn. Dạ chị nói đúng. Bác sĩ rất là giỏi. Ừ. Em nhìn vào gương mà em còn nhận ra em mà. Thầy ghét không? Gọi điện cho gia đình đáng đi cưng. Alo má hả? Dạ con đây. Má nhớ nhốt con chó nhà mình lại nha má. Bị con chó nhà mình mà nó thấy ai là nó đớp liền. Con mới từ thẩm mỹ viện, tí nữa con sẽ về tới. Nhớ nha má. Dạ, con bye má. Ê, gọi lại cho má đi. Báo cho má biết mấy phút là về đi. Chứ bây giờ em mà về má em cũng nhận ra em chứ đừng có nói con chó. À, chị nói đúng không? Ừ. Em còn nhận ra em, đúng như là má em. Thì bởi vậy em cũng nhận ra em mà. Còn không em, tới đầu ngõ là em phải kêu liền con về nha má để nghe được cái giọng, hiểu không? Ê, nó nghe nè, qua đây nè. Cho anh hỏi, bữa trước khi em vô thẩm mỹ em xấu lắm hả? Trời ơi, hỏi cái câu ngu không? Dạ, không giấu gì anh. Em xấu như anh vậy đó. Trời ơi, hỏi chi, có đâm cho lũng ruột. Trời đất ơi. Không có giận chơi, anh hỏi thiệt, phải không em? Thiệt. Trời ơi, còn dặn dầm lại câu nữa. Thiệt không? Thiệt, cái này mới chết nè. Có đâm bà, gì? Chị biết vậy đó, em hỏi vậy là để em xác nhận là coi như cái thẩm mỹ viện đây nó làm uy tín để em biết mà em quyết định có làm hay không á. Ờ, vậy hả? Yên tâm đi, đây uy tín lắm. Dạ, dạ. Gì? Nhờ em đứng gần cầu này mà em biết á. Before and after. Trời đất ơi, cái thằng nó đã sửa đẹp mà nó còn có duyên nữa. Trời đất ơi.
Ê, before. Tao kêu mày á, before. Mày đến kế bên after của tao giùm khoai. Trời ơi, ông trời ông cho hết mà ông lấy hết rồi má ơi. Không chừa cho nhỏ một chút xíu nữa. Trời đất ơi, đã xấu mà mở miệng ra cái giọng còn dở. Thằng nhỏ đã đẹp mà mở miệng ra, trời đất ơi, hung cái nữa coi. Trời, trời xanh nó ra mà đẹp quá trời. Cái công của em sửa em phải hung chứ. Công cho anh chụp tấm hình. Công nào mà sửa, người ta chụp... bác sĩ sửa. Quá. Vậy à, cho chụp tấm hình đi. Bây giờ em là người khác rồi. Sao à? Chị muốn chụp hình em chị phải trả tiền quảng cáo chứ. Trời ơi. Cậu nên nhớ là thẩm mỹ nào làm cho cậu đẹp. New You của tôi, sao cậu mau quên quá vậy? Quên là nghệ thuật sống đó chị ạ. Chị thấy không? Xấu như Hoài Tâm nè. Lâu lâu mới cua được một cô, nên gì đâu dám quên. Còn như em nè, bây giờ em quen biết bao nhiêu cô, em phải học tính quên. Nhớ nhiều nặng đầu, nhức đầu lắm. Thôi hai đứa xấu ở lại chơi nha. Anh về. Cho miếng nhạc Đa Nguyên ơi. Cha nội, cái thuốc mê gì quá khùng hả? Thương này. Quán em cái. Đó, đâm đầu vô đó rồi vô sửa lại. Đẹp quá trời. Ê, trời ơi. Gì vậy? Trời ơi. Tôi muốn giật mình chết luôn á. Bên đây, nhìn bên đây, quay qua. Bà nha, bà làm lố quá. Nhờ hung nhỏ hai cái mới có oxy sống tiếp á. Hung cha này là đột tử chết liền luôn. Chị kỳ dễ sợ luôn nha. Ê, nhưng mà thằng đó kỳ quá. Kỳ gì? Dù gì cũng thẩm mỹ viện của chị sửa cho nó đẹp, mà nở lòng nào chụp tấm hình nó không cho cái thằng xấu tánh. Xấu cái gì? Em thấy nó nói đúng chứ. Tự nhiên thấy trai đẹp cái nhà vô tôm tướp nhân cướp vậy. Người ta làm vậy đúng rồi, người ta đẹp rồi, người ta muốn chờ, trả tiền mới được chụp hình ta chứ. Chị kỳ quá à. Mà em nói chị nghe. Dạ chị nhắm giùm em coi cái đống tiền này nè chị. Dạ. Nè bác sĩ thẩm mỹ ở đây hay lắm. Dạ chị. Thiệt. Người trong y khoa người ta có cái câu mà mình phải nghĩ nên mình nhớ. Cái câu gì chị? Bác sĩ mà chữa bệnh là cứu đời. Dạ. Bác sĩ thẩm mỹ là làm đẹp cho đời. Hai cái nó đều quan trọng như nhau hết trơn. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em có thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Bác sĩ ở đây giỏi như vậy mà sao không có sửa nhan sắc của chị đẹp hơn ha? Vỗ cái gì cha? Tao nói thiệt. Ê, cha này nói tôi không quên mà cha áo hồng vỗ tôi quên ha. Tôi chưa đủ đẹp sao trời, tôi chưa đủ đẹp sao, tôi còn chỗ nào sửa sao? Ủa, chị sửa rồi hả? Sửa rồi á. Vậy là trước khi sửa chị cũng ớt lì lắm ha. Chưa sửa thì tôi cũng như cậu vậy, tại tôi chuyển giới mà. Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi nãy hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau hả? Thầy ghét rồi. Không, không phải ý tôi nói tôi phẫu thuật rồi, nhưng mà tại tôi thành công, tôi đẹp mà cậu, tôi cũng kỳ quá. Ồ, thôi bây giờ nó nghe nè, đừng có nói cái chuyện đó nữa, giờ chị tập trung chị lo cái này nè. Giờ chị nhắm giùm em vào cái đống tiền này nè. Tôi ghét ai mà đi làm thẩm mỹ cái nói tới tiền lắm. Bộ có tiền là được hết sao? Thẩm mỹ cái quan trọng nhất là cái may mắn, cái quan trọng nhì là hiệu quả của cái thẩm mỹ đó có làm tốt hay không. Hiểu chưa? Không hiểu có nhiều người á nghĩ có tiền tới cái kêu bác sĩ làm có nhiều má có 100 pound à, 50 kg à, vô làm cặp nhũ để bác sĩ ra làm đi, xin thêm, trời ơi xin thêm chi. Rồi khi mà vừa mới leo xuống một cái tao nói 40 pound giật sập đập cái mặt phải làm lợi. Xin thêm thứ gì á, đi làm thẩm mỹ mà làm như chợ vậy đó, xin thêm trời ơi, làm như là đi chợ xin cộng hành cộng ngò, có mấy má còn xin thêm 2 trái ớt nữa. Ông xin 2 trái ớt để đâu chị? Lên 2 cặp chân mày nè. Trời, cái gì vậy? Mở vậy tôi nói đừng có xin thêm, hiểu không? Dạ. Mặt của cậu để nó bình tĩnh đi. Dạ, dạ. Tôi sẽ dạ. Nghiên cứu cái mặt cho cậu. Mà chị hay ha, chị làm thư ký đây mà sao mà chị... Tại giận dễ sợ, nói sao tôi giới thiệu nãy giờ mà không tin tưởng tôi. Ngoài thư ký tôi còn là cố vấn về nhan sắc. Chị làm cố vấn về nhan sắc? Ừ, trời ơi, có nhiều người ta tới đây ta làm 1-2 món thôi. Mà tôi cố vấn một hồi là như là toàn thay luôn. Trời. Vậy là chị dụ người ta làm để kiếm tiền theo gì? Bậy, đây là uy tín của cái thẩm mỹ của tôi chứ không phải là dụ người ta làm. Phải làm cái gì đẹp, giống như cậu này nè. Dạ, dạ, hiểu không? Bây giờ có cái model là gọi là full lip. Full lip? Lip là cái môi. Full là bơm cho nó sexy. À. Hiểu không? Nhưng mà sexy á, mình cũng phải suy nghĩ cái mình ở đâu.
Ví dụ như mình ở cái chỗ Mỹ trắng á, nó còn biết cái đó là sexy. À. Cái môi cái chân. Dạ. Còn ở cái chỗ Việt Nam mà cộng chồng người Việt không có nên bơm. Sao vậy chị? Cái chỗ đó hay bán xương sa hột lựu lắm. Ông ăn vô cái thằng kế bên nó thèm tội nghiệp. Không hiểu. Bơm cái mỏ lên đâu còn cảm giác nữa. Ừ. Ông ăn xương sa hột lựu, xương sa nó vô rồi nước đường nó chảy hai cái kẻ nè. Rồi cái thằng kế bên nó thèm cái nó xiết. Hiểu không? Thôi, em nhìn cái mỏ chị mà em thèm luôn á. Thì đó. Chị ơi chị. Nhưng mà riêng cái môi của cậu là cậu nên bơm. Ủa sao vậy? Tại cái môi của cậu là cái dòng này nó gọi là cái dòng phù sa đun đầy, hiểu không? Yeah. Nó bồi đắp cho nên nhìn nghiêng nó hơi đưa ra. Không, giờ em nhìn bây, thẳng, em nhìn thẳng. Bây giờ cậu phải bơm lên, hiểu không? Yeah. Cậu bơm lên ở chỗ Việt Nam, tao thấy cậu là cái môi sexy. Yeah. Chứ tao quên đi cái khác. À. Còn cậu ở chung với Mỹ Đen đừng có bơm. Sao vậy? Cái môi cậu là giờ là phao rưỡi thịt rồi. Đủ hai dĩa steak rồi. À. Cậu mà bơm thêm lên là cậu nghĩ cái nó thòng ra. Đó. Nó thòng ra vậy. Mỹ Đen nó tưởng giỡn mặt với nó, hiểu không? Nó đập vô trong mặt, gãi mũi, sửa cái mũi. Hiểu chưa? Trời ơi, tôi có tâm lắm. Cố vấn mà có tâm lắm. Vậy chị, nói gì? Chung là giờ cái môi của em là còn tùy theo cái địa lý, cái địa hình để mở nữa phải không chị? Thì mở vậy. Trời ơi, hay quá chị, cố vấn quá hay luôn. Bây giờ mấy mình bỏ cái mỏ em qua bên đi. Bỏ cái mỏ đi. Tại vì giờ em chưa có xác định được là em ở đâu. Ừ. Ha, bây giờ hết cái mỏ rồi mình làm cái gì chị? Cái mũi em. Ừ. Cái mũi bây giờ bên Hàn Quốc nó gọi là S-line, nó cong cong như chữ S vậy nè. À, không không. Em trước khi em vô đây là em quyết định em làm cái mũi chữ H-line. Chữ H á. Tại sao? Trời ơi, phong trào bây giờ ai người ta cũng thích ật mess đó. Đó, con dạ, mess mình phải làm cái chữ. Ê, cái thằng ông nội, mày có thấy ai mà có người nào mà có hai cái sóng mũi trên mặt không mày? Mày nghĩ sao chữ H là có hai cái đây rồi sao quánh cái mặt? Tao quái nhân dị dạng hả? Tao lao mà đây nè, ngồi xuống đi. Yeah, yeah. Đây nè, bây giờ nè, ông lựa sóng mũi đi. Tôi có 20 ngàn cái sóng, ông muốn lựa cái sóng nào ông lựa. Yeah, yeah. Ủa, nãy tôi có cái điện thoại của tôi đâu rồi, nó rung quá trời. Kìa, kìa, kìa. Đợi, anh lựa sóng mũi. Rồi, em lựa. Em nghe điện thoại. Alo. Dạ, alo, dạ, New You là, dạ đúng rồi. Dạ, em nhận anh liền. Trời ơi, cái giọng của anh là giọng đặc biệt mà. Anh có cô vợ, tên là Cindy Phan. Dạ, anh dẫn tới đây làm phẫu thuật, anh xinh quá trời luôn, em nhớ chứ vợ. Dạ, đúng rồi, làm cặp nhũ, đi cúp. Dạ, làm, dạ, bên to bên nhỏ ha anh? Không có, bên to bên nhỏ là lỗi của anh chứ không phải lỗi của thẩm mỹ viện em. Bây giờ em hỏi anh trả lời thiệt tình nha. Từ hôm bữa chị làm cặp nhũ về tới giờ anh có để tay lên ngực vợ anh ngủ không nè? Có đúng không? Rồi 15 phút sau anh có đổi qua ngực phải không nè? Không đúng không? Anh ơi, làm ngực mình phải chịu khó. Trở như trở bánh tráng vậy đó anh. Dạ, 15 phút mình để vào đây. Ê ngủ, 15 phút sau giật mình lại, để vào đây. 15 phút sau giật mình lại, để vào đây. Dạ. Anh ơi, anh thử đi nha. Tháng sau anh gọi lại, còn nếu đều là khỏi gọi cho em. Em chúc gia đình anh thành công trên con đường nhồi bộ. Dạ chào anh. Dạ chào. Cái cây gì vậy? Cha nội nào mà tào lao quá vậy? Trời ơi, cái vòng một mà nó bự và nhỏ thôi mà cũng gọi lại hỏi là sao? Trời ơi, thẩm mỹ là làm dâu chăm họ. Nói vậy nghe này, bây giờ đàn ông mình thấy nó nhỏ là mình phải nhào vô, mình nhào nắng liền. À. Đúng không? Còn nó bự thì hốt nó thôi, còn mày đặt gọi hỏi nó. Thì bởi vậy. Em quyết định là em làm cái chữ S giống như của chị. À. Chứ đừng có làm cái chữ Eli nha. Tại sao vậy? Dạ, em có vợ bạn đó, nó đi sửa cái mũi Eli về, hai vợ chồng ly dị luôn. Mắc gì ly dị? Trời, chị nghĩ sao cái mũi Eli, cái mũi dài thòn ngọn quắc như cái mũi tên vậy đó. À. Mỗi lần đè thằng chồng xuống trời, nó đâm lũng da mặt thằng chồng, giận quá ly dị luôn. Trời ơi, thấy không, cái mũi là cái cung phu thê đó. Đúng rồi, bây giờ chị làm cái chữ S cho em đi, Eli. Đó, yeah. Nè tôi nói nghe, nhiều người ham làm theo ý của mình. Yeah. Sửa rồi tới cho người ta tư vấn, cho tôi tư vấn cho làm đi. Yeah. Không chịu, làm theo ý của mình giống cái mũi nhọn đó là sai. Dạ đúng. Giống như nhiều bà tới đây, già là nó có nét đẹp của thời gian. Dạ. Đẹp theo tùy tuổi, 50 dạ. Có đẹp 50, 60 có đẹp theo 60, không chịu. Đòi căng mà căng theo ý bả. Trời ơi, căng cái mặt như cái trống vậy đó cậu, căng vậy nè. Cái mặt đó gọi là linh hồn tượng đá đó. Linh hồn của quỷ cái tượng đá vậy. Dạ, đúng. Trời ơi, ông chồng ông thấy cái mặt không muốn dí xuống ông đuổi luôn á. Dạ, trời. Còn có nhiều bà tự động mua cái filler đó về chích cho lỗ tai nó dài xuống đây nè cậu. Phong thủy nó gọi để về cho trường thọ. Trường thọ cái gì, nó đoạn thọ. Tự chích ở nhà, chích xong nó nhiễm trùng chết tại chỗ. Bậy quá. Bởi vậy, nó mà mua đen giờ sao kỳ quá cậu. Sao nữa? Ngày xưa ông bà mình nó nói cái khuôn mặt tròn là khuôn mặt đầy đặn, là khuôn mặt phú quý hạnh phúc. Đúng rồi. Mua đen bây giờ, cứ nổi mà.
trong chuyện Kiều mà còn có cái câu mà. Câu gì? Cái câu là khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở đan. Đúng không? Đúng rồi. Vậy mà bây giờ nó không chịu, nó thích khuôn mặt dài, thòn lòn như cống bơm vậy. Trời ơi, chị nghĩ chị nói vậy em mới thấy cái khuôn mặt mà nó dài ra giống vậy đó. Người ta nói là mặt dài như cái lưỡi cài là cái hậu vận vất vả. Ông bà mà nói vậy khổ lắm. Không, nhưng mà cái nét đẹp với tướng số và nét đẹp của thẩm mỹ không bao giờ nó tương đồng với nhau. Nhưng mà tôi là tôi cứ lo nét đẹp thời thượng, tại tôi làm thẩm mỹ mà. Dạ. Có nhiều bà đó mặt dài vậy còn chưa vừa lòng rồi gắn cái càm. À, hiểu không? Mà vô lựa càm giống như lựa rau vậy đó. Trời ơi, càm này không được. Vô lựa một hồi mới lựa được cái càm. Có nhiều bà cái mặt chút xíu rồi còn gắn cái càm chìa coi vậy nè. Từ ngày gắn cái càm về nhà gia đình khỏi xài móc. Sao vậy? Móc vô cái càm của bà ra được rồi. Trời. Chị tiễn tả thấy ghê quá à. Trời ơi, em nghĩ em tưởng tượng là cái càm mà nó dài ra giống vậy nha. Đến ngày Halloween nó chị phát cho bà cây chổi, lấy cái khăn bàn chùm lên là bà y như một phù thủy luôn. Trời ơi, trời ơi, ghê lắm luôn á. Trời ơi, tốn tiền quá trang. Không phải. Ê, trời ơi, vừa nói phù thủy. Trời ơi, cái gì vậy? Con nhân của tôi, đừng có sợ. Chị ơi, đâu tự nhiên xuất hiện con mâm mì vậy chị? Đi đi lộn đường đây, đường này em ơi, đường này. Nè, em đi đường này nghe, hôm nay là xuất viện nha, bác sĩ khám lại lần nữa nghe cưng. Ai vậy chị? Bệnh nhân sắp xuất viện rồi. Bệnh nhân gì mà cái gì thấy ghê vậy chị, làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu, người ta làm có cặp nhũ à. Vòng 1. Ôi, làm vòng 1 rồi sao băng vòng 2? Lấy miếng mỡ bụng. Ôi, rồi sao mà bỏ vòng 3? Chẳng lẽ lấy mỡ bụng ra dư làm gì, chẳng lẽ chiên cá ăn? Đúng không? Lấy gắn xuống vòng 3. Rồi sao quấn toàn người vậy chị? Tắm trắng toàn thay. Trời ơi. Ghê quá vậy. Đâu có gì đâu. Ghê không chị ơi. Thôi con mâm mì rồi ơi. Ủa mà chị rồi sao cái cổ sao cũng băng bít lại vậy chị? À, cắt cái đầu thay cái đầu mới. Ờ, cái gì vậy? Da này cá hỏi rồi tôi quen mà. Cái gì đó, cái gì vậy? Cái gì luôn á. Cắt cái da cổ. Còn cái mặt là kỳ trước cổ làm rồi. À, thấy uy tín rồi. Cho nên hôm nay cổ mới quay lại cổ làm tiếp cái body đó. Chị ơi, chị làm ơn chị đẩy vô chưa xong mà kêu con mâm mì này đi vô trong nó nghỉ ngơi đi chị. Tại vì tôi nói cậu rồi. Ghê quá. Thẩm mỹ đi, mà mình đi vô đi. Trời ơi, thấy ghê quá đi. Cái đẹp phải không? Em nói thiệt chứ chị, em không hiểu nó sao luôn mà vậy cái gì vậy chị? Trời ơi. Cái gì vậy? Sống con nhỏ em ơi. Gì vậy? Cá nội này phá qua em ơi, gắn vô em ơi. Trời ơi, cha này thiệt tình. Gắn vô bác sĩ, gắn vô giùm bác sĩ ơi. Bậy quá nha. Chị ơi chị. Bây giờ ông làm sao mà ông đỡ cái vùng nào. Mà dạ. Giờ vô nhỏ đi tướng vách sảnh đi luôn. Chắc nó xúc ở đâu cái vòng 3 rồi. Bác sĩ đền thấy mồ luôn. Ê, em nói giờ tự nhiên vô trọng nó nhất bên trọng nhất bên kinh coi kỳ lắm. Bỏ con mâm mì đó đi chị. Giờ em nói chị nghe. Tôi cố vấn tôi mới lo chứ. Em giờ tự nhiên cái người phụ nữ đang làm đầy đủ đưa cha này vô cái gì giờ đi cái tướng. Kỳ lắm. Kỳ. Cha này chắc phá tôi hoài rồi thiệt. Xin lỗi vậy? Chị mà giờ em nói chị nghe nè. Vậy? Dạ em không có nhu cầu mà thẩm mỹ viện toàn thay giống như con mâm mì đó nha. Bây giờ em nói chị nghe, chị giúp em đi, chị làm cho em cái đống tiền này thôi nè. Đó, coi làm như giống cái cậu nãy mà bước vô rồi bước ra thôi nha. Yên tâm, tôi sẽ nhận tiền của cậu. Nhưng mà cậu là khách hàng đặc biệt, tôi sẽ tặng trước cho cậu 5,000. Chị xạo dễ sợ luôn. Sao vậy? Lần đầu tiên em tới đây mà làm gì mà tự nhiên tặng 5,000 cái hàng gì đặc biệt. Cậu là khách hàng đặc biệt tặng 5,000. Tại sao? Cậu đi ra cậu sửa hàm răng trước đi. Rồi cậu quay lại đây tôi phẫu thuật cho cậu. Chứ phẫu thuật mà chưa có sửa hàm răng cũng như không à. Nè cha không cho dỗ nữa à. Thấy không? Cha làm như thế cậu. Nói đúng. Cái răng cái tóc là gốc con người. Có gì chị nói đúng là vậy. Mình. Ủa mình. Trời ơi, em đi giật được cái giải hoa hậu phu nhân xong em kiếm mình nhìn tới nhìn lui mình đi đâu mất tiêu vậy à. Trời ơi, anh vừa thấy em giật được cái vương miện hoa hậu liền anh là phải phóng vô đây liền để anh sửa lại để anh thi nam dương. Đứa hoa hậu đứa nam dương vậy nó mới xứng đạo xứng kép. Mà em nói nghe nè, em đâu có cần sửa gì đâu, em vô đây làm gì? Em đâu có sửa, em đi vô đây em kiếm mình nè. Kiếm anh hả? Ừ. Dạ. Chị. Dạ. Dạ, đây bà xã của em. Dạ. Chào chị. Ơi, bởi ông bà ta nói đúng. Dạ. Vợ chồng là cái duyên số. Dạ. Dạ. Cái này là nồi tròn úp dung méo nè. Vợ đẹp quá, ông chồng. Ừ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Không giấu gì chị, hai vợ chồng em á là coi như sống hạnh phúc với nhau coi như cũng 20 năm rồi phải không mình? Ừ, 20 năm. Dạ. Rồi. Rồi được mụn con gái nó được 12 tuổi mà nó xui chị. Nó xấu giống bà nó y chang vậy à. Cho nên á bà có duyên ghê. Dạ, chồng em xấu cái xong á cái nó biết thế nào nó cũng phải vô viện thẩm mỹ. Dạ. Tội nghiệp, cho bao nhiêu tiền nó cũng không có chịu xài, nó bỏ ống coi được nhiêu vậy hả mình? 16,000. Dạ 16,000. Cái xong cái ổng ăn cắp của con nhỏ hả chị? Em cắp cái gì anh?
anh mượn tiền của con ăn cắp cái gì? Anh nó ăn cắp thì nó ăn cắp đi. Tại vì con á, con em á chị, nó gọi điện nó khóc quá trời quá đất, nó mét cái bàn cắp tiền cho nên em mới biết mình ở đây nè. Ê, nói nghe nè, vợ ông đẹp quá, không cần sửa gì đâu, sửa cái nết là được rồi. Dạ, dạ. Kiện cái cưng á. Em nói chị nghe, tại vợ em người miền Tây đó, dạ, ăn nói thật thà lắm. Dạ. À, bây giờ nghe mình nè. Dạ. Chồng của chị á, đi kế bên chị thì người ta thấy không có xứng đào xứng kép, nhìn á không bằng chị, cho nên ổng tới đây ổng sửa. Ổng sửa là vì ai? Ổng sửa là vì vợ. Trời ơi thiệt. Cha mẹ sanh em ra hiểu em có mình chị thôi đó. Thiệt luôn á, anh sửa là vì em đó. Mình ơi, người ta nói á, trai tài, gái sắc, đàn ông không có cần đẹp, chỉ cần tài thôi. Nhưng mà anh không có tài. Em biết. Nên anh cần đâm nữa. Chị biết không, chồng em á bất tài lắm chị, mà tài lẻ cũng không có nữa. Được cái bất tài mà được cài mỗi ngày, tiện nhiêu đưa cho em hết trơn hết trọi, cho nên em rất là thương ổng. Trời cưng đó, thương chồng thương lắm luôn á. Trời ơi, mặt xấu dễ sợ, xấu thấy cưng luôn á, xấu lạ luôn á, cưng quá trời à chị. Mà được cái mình biết không, chị biết không, chồng em á ảnh xấu mà ảnh biết ảnh xấu trai, chứ còn em thù nhất mấy người cha đàn ông xấu quắc à, mà vẫn tưởng mình đẹp trai. Nói nghe. Gì mình? Đàn ông xấu á mà tưởng mình đẹp á không có nhiều, đàn bà xấu mà tưởng mình đẹp mới nhiều. Nhìn tôi chị cha. Quê à, tôi cứu ông nè. Dạ, cứu em. À, chồng của chị á, lựa cái thẩm mỹ viện này á là vừa nổi tiếng nè, mà quan trọng nha, chồng của chị chọn thẩm mỹ viện của tôi sẽ thay đổi ảnh thành một tài tử, thành một con người mới. Cảm ơn chị, nhưng mà theo tôi nói chị nghe nè. Tiền bạc không thành vấn đề. Thôi tôi nói cho chị nghe nè. Ví dụ như bây giờ người ta nói á, hai vợ chồng đi ra ngoài đường, một cô vợ đẹp, đẹp như em nè, thấy không? Chồng hãnh diện, người ta khen thì chồng hãnh diện. Hãnh diện phải không mình? Hãnh diện lắm. Đó, thấy chưa, thấy mặt chồng em hãnh diện không kìa. Trời ơi, thấy mặt hãnh diện thấy cưng quá à. Hãnh diện mà cũng xấu nữa à, ghét ghê vậy đó. Đó, còn ví dụ như hai vợ chồng mà đi ra ngoài đường, ha, phải không, xấu nè, xấu, xấu như chị vậy đó. Xấu mà lùn vậy nè. Trời, đi ra ngoài, cái tự nhiên người ta nói à, trời ơi con mẹ vậy đó, mà lấy được ông chồng đẹp trai, lúc đó chị sao? Trời ơi, trời mặt nhục kìa. Trời ơi, anh mặt nhục quá trời đó, đó chị đó à. Sao mà thẩm mỹ viện tôi có thai não không ta? Bè con ngoại anh thì tôi thai não mới được. Chị, dạ, dạ, em xin lỗi chị, dạ, vợ em tánh vậy đó, dạ, người miền Tây, dạ, thật lắm. Ủa, tánh vậy có bị đánh chưa anh? Dạ, em hỏi nhẹ vậy thôi nha, dạ, dạ. Dạ, em xin lỗi chị. Dạ, dạ. Em ơi, dạ, bây giờ đó anh thấy em nói như vậy là anh đã hiểu được cái lòng của em rồi. Anh xấu mà em không có chê anh xấu. Anh đúng hạnh phúc rồi, lắm. Đúng rồi, em nói mình nghe nè. Ừ. Ngày xưa đó em đẹp nhất vùng này nè. Mà giờ em còn đoạt giải hoa hậu nữa, ai chịu cho nổi phải không mình? Đâu có ai chịu nổi. Không ai chịu nổi hết trơn. Bao nhiêu người theo đuổi em, em đâu có chịu, em đâu có chịu. Mà tại vì em lấy mình là tại vì mình chung thủy đó. Ủa nói vậy là từ hồi đi học tới giờ là bà me ổng xấu mà bà lấy đó hả? Đúng rồi, xấu nhất trường tôi mới lấy đó. Đó rồi chị biết không, ổng chung thủy lắm. Ồ vậy hả? Sao chị biết ổng chung thủy? Thì ổng xấu quá mà. Ổng dê người ta cũng đâu có chịu đâu chị, cho nên ổng phải chung thủy thôi. Ồ. Đó. Hay ha. Cái này cái chiêu mà. Dạ. Thấy chồng xấu có cô gái, gái cũng đâu có chịu đâu. Ê, biết vậy ngày xưa tôi lấy chồng xấu xấu. Ủa, bộ chồng chị đẹp trai dữ lắm hả? Đẹp lắm. Sao ổng xui vậy? Em qua đây. Gì vậy mà? Hey. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Dạ, vợ em nó tánh nó vậy đó chị. Em xin lỗi chị. Nhìn lắm rồi nha. Dạ, dạ em biết. Dạ. Thẩm mỹ nha. Dạ. Sao mình? Cái cưng chứ dạ, sao? Dạ. 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 Tại vì vợ em tánh vậy đó. Giờ anh nói em nghe nè. Thật sự ra đó là anh để dành được mấy chục ngàn. Nó anh định đi thẩm mỹ, nhưng mà anh sợ không đủ nên anh mới mượn của con gái thêm 16 ngàn nữa. Mượn gì anh ăn cắp chứ mượn gì không biết. Ồ, bà này bà tàn sát tất cả luôn ha. Không chừa ai trơn, trời chồng bà bà vuốt luôn. Dạ, dạ, nói chung là chút nữa anh sẽ trả lại cho con gái ha. Bây giờ cái vụ mà giờ nãy giờ mà em giải thích như vậy đó,
anh hiểu được cái lòng của em rồi. Anh quyết định là anh không có sửa nữa. Ủa vậy kìa. Định nha. Dạ. Trời ơi tôi tư vấn quá trời mà. Chị mình đưa tiền cho em hết cho em nha. À. Mình đưa tiền cho em đi, em sẽ làm một việc rất là ý nghĩa. Ơ ừ, việc gì có ý nghĩa em? Thì em đi mua một cái giải hoa hồng khác. Trời ơi. Em mệt nha. Trời ơi vợ anh muốn cái gì cũng được hết á. Ông bà mình có câu kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu, mà bỏ vợ lên đầu là trường sanh bất tử. Chị cũng được hết á. Anh ơi anh hả? Anh về anh muốn để vợ anh lên đầu, lên cổ, lên trán, lên mặt gì cũng được hết á. Anh đừng để em lên bàn thờ tội nghiệp em. Cái gì vậy? Từ sáng giờ em tư vấn cho anh quá trời, anh không làm gì đâu có được. Làm gì đi. Không có làm. Tại vì em nói mình nghe đây nè. Nha. Em đâu có cần làm gì đâu phải không? À. Em chỉ có một cái này nè, em đưa cho mình coi. Quyết này, bí quyết mà em giấu mình đi nè. Nè, mình coi nè nha. Chị coi nè. Nè, tôi phải uống cái này nè. Cái gì vậy? Đó. Clamore Collagen Beauty Drink. Đúng cái này rồi. Là cái sản phẩm mới của Forever Beauty Mall phải không? Đi. Mình không cần sữa gì hết trơn hả mình? Này của ai vậy? Này sản phẩm của ai? Của cái gì đó Forever Billmore mà có dưỡng da nó nè, mình thấy mình em đẹp cái gì không? Vậy? Cái gì? Chị làm gì vậy? À, ê, chị làm gì vậy? Ê! Ủa cái gì kỳ vậy? Tôi uống hết rồi. Trời làm ơi, đi. Đất ơi, không còn cơ hội cho ông uống đâu. Tôi uống hết rồi. Làm thôi, đi làm cho mẹ. Không sửa. Kỳ kỳ. Bây trời tôi nói từ sáng giờ mà không sửa tôi buồn quá. Ê bây giờ tôi cho coi ví dụ nè, đẹp lắm. Mâm mì của tôi đâu rồi? Mâm mì. Mâm mì ơi, mâm mì gái chị nhờ em cái em. Đây nè, sửa cái chỗ của tôi, sửa cái mặt bây giờ đẹp tuyệt vời rồi. Bây giờ tao quay ra lại, tao sửa cái body. Đó, cái mặt đẹp ghê chưa? Chị thấy trời đẹp không chị? Trời ơi, công nhận nha. Đẹp sửa thành công quá trời ơi. Beautiful. Đó, sửa thành công. Đẹp quá trời nhưng mà không có sửa. Ủa sao vậy? Nói nghe nè, ông bà ta thường nói á, củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Thôi về mình. Trời ơi, hai vợ chồng, trời tôi tư vấn quá trời mà. Ơi, chị ơi. Cái gì vậy? Em ghét nhất là những người xấu. Hả? Trời ơi, giờ tôi thẩm mỹ xong thằng nào cũng giặt tôi hết trơn vậy trời. Hai vợ chồng quay lại. Hết tuần rồi lại chào. Chạy luôn. Thank you em. Quý vị khán giả thân mến, đây là người ở tại Minnesota. Và khi cái vai này rất là ghê thì Việt Hương không có dám mời một cái ca sĩ nào để giúp giùm vai này. Và đây là người tại nơi đây đã giúp cho Việt Hương với cái vai này. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn Bé Loan và cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã cho Việt Hương cũng như tất cả các ekip có mặt ngày hôm nay trong nhóm kịch. Cảm ơn chú Ngạn đã viết kịch cho tụi con. Và kỷ niệm 35 năm không có gì hơn là Việt Hương và nhóm kịch. Kính chúc quý vị khán giả lúc nào cũng mãi yêu chúng em như ngày hôm nay. Và cho chúng em được 45 năm, 55 năm, 65 năm. Xin chân thành cảm ơn. Cái ghế phê quá, muốn xuống luôn trời. Are you okay? Handsome boy. Trời đất ơi, xuống tính tiền nào, ông tiêu trộn hàng tiếp dữ lắm. Đó, đẹp trai mà dễ thương quá trời luôn. Chú lấy take care ổng nha cưng. Đó, ẩm ổng ra luôn, nhỏ này thiệt tình. Trời ơi, mấy khách VIP mà nhiều khi tôi cổng ra luôn đó. Thank you. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn. Tính tiền nghe ra cưng nha. Dạ. Rồi, thank you sir. Thank you so much. Trời ơi, móc quá, móc rồi. Trời ơi, tiếp nữa. Thank you. Trời ơi. Cái kia ông em đưa ông ra. Mở cửa xe bưng ra luôn. Tiệm mình lớn mà. Đưa ra cưng. Wow. Cái tiệm nail mới mở. Trời ơi, sao nó đẹp quá. Mới gì mới đồ. Nó lộng lẫy như một cái bẫy vậy đó trời.
Quá trời ơi, tôi mừng cho bà quá. Tôi nghe tin cái tiệm nail bà mới làm lại mà khách đông quá trời luôn phải không? Thì đó. Trời ơi, tôi nghe bà qua thăm tôi nha, tôi mừng quá, tôi nhào vô trong nhà, tôi lấy cái bộ đồ bà tặng tôi nè. Hai đứa mặc ra y hệt, hai chị em sinh đôi vậy. Làm gì vậy? Tôi thấy thì tụi mình giống như là 101 con chó đốm à. Ê, mình nó phải chó thường. Mình là chó mà chó kiển á. Chó mà người ta tỉa hai cái đầu y chang. Bây giờ bưng hai đứa mình ra cửa tiệm đứng coi. Đó, sửa coi. Go. Dễ thương nha. Dễ thương. Bởi vậy bạn bè thân với nhau đó là được, có một cái là sắm đồ chung. Mặc chung hết trơn mấy chục bà vậy đó được nha. Ủa sao lâu quá không qua thăm tôi bà? Trời ơi, bà không biết chuyện gì hả? Chuyện gì? Mấy tháng nay tôi cái vụ ly dị thằng chồng tôi đó. Qua trời ơi, tôi nói cho bà nghe, lúc mà mới lấy tình yêu á, nó đẹp mà thằng chồng nó quân tử quá trời luôn. Lúc mà vừa ly dị mà cái nó lòi ra cái nhỏ nhen ích kỷ đàn bà của nó liền luôn à. Trời ơi. Tao nói hả, đôi đúa mà nó còn bắt chia đâu mà. Mỗi đứa một chiếc. Bây giờ tôi em mà tôi chọt không mà chọt em đâu có được đâu. Bởi vì khổ tâm quá trời. Nhưng mà không sao, cái chuyện đó giờ nó đanh rồi. Cái quan trọng là hôm nay tôi đến đây cái tiệm của bà, tôi thấy bà khai trương như vậy tôi mừng cho bà lắm luôn á. Bây giờ ghế mà một hai ghế mình nào làm ăn không được nữa. Bây giờ tôi kể như là bà thấy tôi remodel lại không? 30 ghế luôn. Cái phòng này là phòng VIP thôi, có 3 ghế. Tại vì mình người Việt Nam hay nói tiếng Việt đó. Mình ngồi đây. Còn mà khách VIP khách xịn nha, tôi đẩy vô trong kia 30 ghế trông như là thâm cung bí sử. Tôi thấy là bà mở mà bà lấy cái tên Dynasty là cái gì vậy? Hoàng cung. Hoàng cung là cung điện, là vô đây hưởng như vua chúa vậy đó. Bởi vì ghế thường là tôi không mua, tôi mua cái ghế nè, Contegol này nè. Cái ghế này là có 4 bằng phát minh. Trời gì la dữ vậy trời. Có 4 bằng phát minh của Mỹ. Người Việt Nam mình phát minh. Cha nội tôi đè tôi hung hoài. Cha chủ giỏi quá. Được 4 bằng phát minh mà đã vậy sạch sẽ vệ sinh nha. Ví dụ bà vô bà massage đây nè ha. Cái máy đó nó phun phun ra nó massage cho nhiều người. Cái máy đó check 500. Hai cũng massage nữa nhiễm trùng. Còn ở đây nó mỗi lần nó lọc là nó lấy cái bao này lên luôn. Hiểu không? Qua trời ơi, clean up sạch sẽ. Mà cái này là Contangle. Check nè, hay bà thấy không? Cái ống này nè là nó dục luôn. Sạch sẽ mà hợp vệ sinh lắm. Trời hay quá bà ơi, mới nhìn tôi tưởng đồ chụp tóc chứ mà không phải. Bà tùm lắm rồi. Quá ra chụp cái ghế. Chụp cái đây nè. Ông công nhận nha. Tôi nói bà nghe. Sao? Tôi là tôi nhất trí với cái vụ này của bà đó. Ở đây là cái khu nhà giàu, mình phải làm cái tiệm cho nó thiệt là sang trọng. Ôi giàu thì giàu chứ giàu nó cũng khổ chứ, cái giàu lắm bà ơi. Ủa sao vậy? Kinh tế xuống á, nhà giàu nó không dám làm neo nữa. Còn nhà nghèo nó làm bấy ra bấy bá luôn. Vậy hả? Nhà nghèo không khe. Ủa nhưng mà vậy là ở đây là cái khách của bà là khách Việt hay khách Mỹ? Khách Mỹ. Rồi khách Việt. Nhưng mà nhân viên của tôi á là khoái làm khách Việt hơn. Ủa sao vậy? Bị tiếp nhiều. Người Việt tiếp nhiều á? Còn gì nữa. Đúng rồi, người Việt là chơi sang dữ lắm à. Ê, nói nghe nè, nhắc cái vụ người Việt mới nhớ nha. Hôm nay bà có hẹn cho tôi cái ông mà bầu xô đó, mà người Việt mà hay lại đây không? Ông Tâm Nổ phải không? Đúng rồi. Trời ơi, ông mê cái tiệm tôi lắm. Tuần tới cắt da 3-4 lần luôn. Vậy hả? Bây giờ ông cắt thấy nè. Nhìn Tâm Nổ thấy ngon không? Quá ngon luôn. Ủa, đúng rồi. Đang Nguyên. Đúng rồi. Cái Thanksgiving năm 2020 là em giữ luôn cho anh 5 ngày nha. Tháng 11 là em có với anh 40 xô đó. Cái gì? Đòi deposit hả? Trời, em nghĩ sao vậy? Anh là Tâm Nổ mà, trời, làm bộ show uy tín mấy chục năm mà em đòi deposit của anh. Xin lỗi em mà, bộ đồ trên người anh thôi là đủ trả em 40 xô. Em hiểu không? Tiền bạc đối với anh là chuyện nhỏ. Ok rồi, anh có phone. Alo, ca sĩ Minh Tuyết hả cưng? Sao? Em nói gì? Cái check anh ký cho em lủng hả? Em lủng thì có. Trời, giờ ba anh có mấy trăm ngàn mà lủng cái gì mà lủng. Ôi, mà nếu mà có lủng thiệt thì thôi, 2 tháng sau em hát trong show đi, anh trả tiền mặt em luôn. Vậy nha. Anh Tâm, hả? Anh chơi bộ đồ này ai chịu nổi? Cái cổ Fendi ở trong Burberry, hai cái nắp túi là LV, tường dọc đó là Gucci. Mà tôi quế nhất là sợi dây nịt của ông nha. Sợi dây nịt, tại sao sợi dây là LV mà cái búp là Gucci hay vậy?
nội. Có tiền mà chị. Có tiền nhiều quá để làm gì, mua hai sợi về ráp vô sợi còn sợi tặng thằng bạn. Trời ơi, gặp tôi mà như anh là tôi một bên là chơi gà ba nà, còn bên kia là tôi chơi một cái gọi là một cái dài gì đó, nó khác nhau nữa là chơi mới luôn. Chị ơi đừng có quan tâm đến đồ tôi nữa, bây giờ có tiền quá mình bận vậy để ta biết mình bầu show uy tín. Chị hiểu không? Dạ. Đó, rồi nghe mà chị kêu tôi qua đây làm gì? Giới thiệu với anh bà một người. Nói nghe nè, thôi bây giờ đừng có giới thiệu vậy đó, kêu con mỹ nhân Vicky nó ra nó móc khóe tôi liền đi. Mà mỹ nhân phải không? Rồi. Hả? Cái gì vậy? Đừng nói mỹ nhân sao tự nhiên xuất hiện liền quái nhân vậy trời. chị nó nghe nè, tiệm mình là tiệm hoàng cung mà. Cỡ này sao không đưa vô lãnh cung? Làm sao mà dám đưa vô lãnh cung? Tại sao? Trời ơi cái này đại gia mà đại lãnh cung sao được, phải moi ra chứ. Đại gia gì đây? Đại giới thiệu chị. Dạ em xin giới thiệu với anh, em tên là Hiến. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Dân Hiến. cái tướng này Dân Hiến có ai ăn không? Ơi. Nhiều lúc đó, em buồn cha ba mẹ em dễ sợ luôn. Đặt cái tên Dân Hiến cả đời em Dân Hiến, không ai thèm ăn em hận quá trời luôn à. Bà qua Mỹ lâu rồi à. Đáng lý bà đặt cái tên gì tên Mỹ. Đúng rồi. Để cái tên quê mùa. Bà thấy tôi đặt không à. Tên gì? Laura. Trời ơi. Cái gì vậy? Đúng là tôi với bà bạn nhau đúng á. Một bà Dân Hiến mà gặp thêm bà Laura nữa thôi người ta chết luôn rồi còn gì nữa. Cặp sóng thần á. Trời sóng ơi. Thần. Cặp sóng thần một bên Dân Hiến một bên Laura, nghe xong cái mắc nghẹn luôn vậy. Nói nghe nè, mình qua Mỹ lâu rồi, chị làm ơn bỏ thời gian mình đọc nói tiếng Anh cho nó chuẩn công cái lưỡi lên. Laura chứ không phải Laura. Trời ơi. Laura hả? Laura. Phải đó, cho nhẹ nhẹ thôi. Ai biết nó đọc cho nó quen miệng rồi. Thôi vấn đề cái đó, vấn đề tên tuổi tôi có quan trọng. Quan trọng là giờ nói chuyện với ảnh đi bà, cái vụ xô đó. Tôi vô lo vụ neo từng cái nghe. Nó nói đi chị. Okay, giờ chị muốn gì chị? Anh lại đây tôi nói chuyện với anh cái. Anh thì anh mới biết tôi thôi. Cho tôi thì tôi biết anh lâu rồi. Anh là một bồ show rất là nổi tiếng. Tôi đã từng đi coi cái show của anh rồi. Thì coi show nào của tôi? Tôi làm nhiều show lắm. Dạ em cũng không nhớ cái show đó là show nào, nhưng mà em nhớ cái show đó nó ớ quá trời qua đất luôn. Không một người nào đi coi hết. Bữa đó anh đem giấy mời qua nhà em, anh mời em rồi xong cái năn nỉ em đi. Em tới rạp có hai vợ chồng với một đứa con ngồi ở trong rạp thôi. Thêm gia đình em ngầu nữa là 10 người đó. Nè đính chính với chị nha. Ừ. Gia đình tôi là 4 đời làm show. Từ đời ông cố nội là làm bầu show đám ma. Đến ông nội là bầu show đám cưới. Đến ba tôi là bầu show lô tô. Còn tôi là bầu show ca nhạc xuyên quốc tế, chỉ làm một show ế một thôi. Tại bữa đó ngay July 4 bà con ta đi có bắn pháo bông nên mới ế thôi. Thì tôi biết mà làm bầu mà lúc này lúc kia chứ. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng là em muốn gặp anh là tại vì anh là cái người rất là kinh nghiệm. Đúng rồi đó. Tôi muốn nhờ anh giúp làm cho tôi một cái show Hoa hậu phu nhân. Cái gì? Hoa hậu tổ chức Hoa hậu phu nhân. Thời buổi này mà chị còn tổ chức Hoa hậu phu nhân là không có ăn đâu chị. Ủa sao nói vậy? Chị nghe đừng có hết hồn. Giờ chị đó, giờ chị cầm tay chai nước sơn này chị quăng qua cửa sổ thôi, thế nào cũng trúng đầu một cô hoa hậu. Ủa bây giờ ra đường là gặp hoa hậu không mà. 10 người là 9 người hoa hậu, chỉ có một người thường thôi đó. Chị hiểu không? Hiểu. Nghệ sĩ hài mà bây giờ người ta còn là á hậu mà. Chị hiểu không? Hiểu, cái này tôi hiểu. Nó nghe nè, bây giờ mấy cái giải hoa hậu là người ta mua hết rồi. Đó chị hiểu không? Cho nên bây giờ mình đăng ký đồ này nọ, thí sinh nó không có dự thi nữa. Trời ơi, cái gì nó cũng phải có cái cách của nó. Bây giờ tôi theo cách tôi nha, nếu mà kỳ này mình tổ chức thi hoa hậu á, mình sẽ treo một cái giải thưởng hoa hậu là được 100.000 Mỹ Kim và một chiếc xe Mercedes 2020. Đảm bảo người ta thi răng răng liền. Ê, người ta gọi tôi là tâm nổ thôi nha, chứ làm ăn là phải uy tín nha. Ủa sao vậy? Yeah. No money but still smell good. Ủa là sao? Nghèo cho sạch rách cho thơm. Làm việc là mình cứ như phải có uy tín chứ. Chị nghĩ sao bây giờ nó treo giải thưởng 10.000 mà nó còn quệt người ta kìa. Bây giờ khi 100.000 lấy đâu ra đưa vào cho thí sinh là trúng thưởng. Tôi nói cho anh nghe rất là dễ. Tôi sẽ đưa cho anh 100.000 Mỹ Kim tiền mặt. Anh đem giữa sân khấu này anh đỡ trong cái thùng kính cho tôi. Anh lấy cái xe Mercedes anh lái ra giữa đây, anh đậu một cái cạch đây một cái. Thì tôi thiệt anh, thí sinh nhìn là mơ mắng liền, thi liền luôn. Chơi lớn vậy luôn hả? Chơi là chơi tới bến cho. Nhưng mà em nói chị nghe, bây giờ mà một giải thưởng 100.000 đúng không? Ừ. Bây giờ mình sold out hết vé. Ừ. Tính luôn tiền bảo trợ.
Nhiều khi quyên góp tại chỗ nữa mà chưa gom lại được 100 ngàn, chị lỗ sắc máu luôn. Trời, anh là thiệt á, đầu to mà óc như quả nho vậy trời ơi. Cái chuyện mà tôi làm thi hoa hậu cái đó là tôi để tiền như vậy, xe như vậy, mà cái người đậu giải là tôi. Hiểu chưa? Là tôi đậu giải. Chị sẽ là hoa hậu. Đúng rồi, tôi sẽ là hoa hậu. Không lẽ giờ tôi bưng tiền ra, tôi bưng xe cho bé tánh ăn à? Trời, tôi đâu có ngu đâu trời. Đúng không? Tôi còn ê, nói như vậy là coi như là tôi tổ chức chương trình ra là chỉ công khai là giao cái vương miện lên đầu cho chị thôi hả? Đây, tôi còn chuẩn bị sẵn sàng đây, tôi mua sẵn cái vương miện. Trời ơi! Tôi làm từ A tới Z luôn. Khi mà vừa đăng quang nè, đó, anh đeo lên đầu cho tôi ha, đó. Rồi cái tôi sẽ cho người ta quay video, tôi đăng lên YouTube là tôi là hoa hậu đó, hoa hậu. Chào mọi người, dạ chào mọi người. Chị Dung ơi, chị Dung! Chị Dung ơi, chị Dung! Gì? Nó nghe nè. Hả? Bạn của chị hả? Bạn tôi. Ê, bà nặng lắm, bà cho bà uống thuốc chưa? Trời ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, mua sẵn luôn hả chị? Trời ơi, tôi làm sẵn luôn, từ A tới Z luôn. Trời ơi, chồng bà bỏ bà. Bà bỏ bà đi lấy một cái bà hoa hậu phu nhân. Mà phải chi cái bà đó, bà thi cái chỗ đông người đâu, bà thi đâu bên Alaska. Hả? Có hai người mà mẹ nó giật giải. Mà ông chồng mà không lấy bà đó, cho nên bà này bà hẳn, bây giờ bà muốn là hoa hậu. Bởi vậy á, tôi phải đi thi hoa hậu để tôi chứng minh cho chồng tôi biết ai cũng có thể là hoa hậu, miễn sao là có tiền. Có tiền thì mua tiền cũng được. Huống chi là mình muốn cái vương miện hoa hậu. Nhưng mà nó nghe nè, chị mà đi thi hoa hậu thì nó khó lắm. Làm gì khó? Tại vì mình phải tuyển thí sinh nó. Ủa sao tuyển là sao? Chứ chị nghĩ thì sao? Mình cứ đăng lên mình đỡ như vậy là người ta đang tìm. Muốn rồi bà. Vì sao vậy, mình phải tuyển, tại vì thí sinh mà đẹp hơn chị là đâu có được. Hiểu không? Bà là hoa hậu, thí sinh nó phải xấu hơn bà. Trời ơi, cái đó là chuyện nhỏ thôi. Người ta nói người đẹp gì lụa. Ông cứ để những thí sinh đi thi, ông đừng có make up cho họ. Là coi như là đàn bà mà không make up là ai cũng xấu banh xác hết trơn à. Bà nói đi, đàn bà gặp bà đánh bà thấy bà luôn chứ hở nữa. Cái đêm đó tại quen... sao vậy? Cũng đêm... có người này người kia. Không, tôi là tôi thấy vậy nè. Bây giờ tôi sẽ kêu là 20 bà bạn có chơi chung nhóm với tôi á. Đi thi lùm giùm cho. Ê, rủ trong 2 bà bạn có bà đẹp hơn bà sao? Tôi bao với ông 20 bà bạn nó leo lên sân khấu khán giả ông háo ói tôi trả tiền cho ông. Ủa nghĩa là sao? 20 bà đó xấu hơn hai đứa tôi mới chơi. Trời bà này đúng là tri kỷ của tôi, ngang chơi là phải lựa người xấu hơn không à. Tại vì tôi là tri kỷ của bà cho nên kỳ này tôi không có đi thi hoa hậu. Tại sao vậy? Tôi đi thi mất công tôi đậu bà rớt lắm. Kỳ. Sao này bà tự tin quá vậy? Thì bởi vậy cho nên 20 cái người mà đi thi để đó tôi lo. Tôi nói cho bà. Nhưng mà nó nghe nè, cái vụ mà giải thưởng xong rồi còn cái tiền công của tôi là ai tính? Trời ơi, đại gia mà lo cái gì? Bà mới chia tay ly dị với chồng đó, chia đôi tiền. Bây giờ bà vô cùng nhiều tiền mà bà chỉ cần tình thôi. Trời ơi, cần tình. Ở đây ai là chủ nhân của Dynasty Nail Salon? Me. Oh, hi, how are you? I'm good. Oh, hi. Hey. Hi. Hi. Giống cá bảy màu quá ha. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thầy phong thủy. Thầy phong thủy. Tôi tên là Madame Kế Đô. Trời, nghe cái tên muốn đi cúng sao hết sức vậy. Kế Đô ông sao cũng ngã đó. Thế nói nào chị, tôi tiệm nail tôi đâu có mời thầy phong thủy. Tôi tìm khách, chứ khách không thể nào tìm tôi được. Trời ơi. Nhiều khi bà mời tôi còn chưa tới đấy. Vậy là ế lắm, mới kiếm vô đây kiếm khách phải không? Đừng nói, để tôi nói. Bà. Dạ. Bà đấy, bà ngoài đấy. Tôi hả? Hai bà sao giống nhau thế? Ừ. Bà xa, bà xa. Anh xa, bà xa. Ừ. Kinh quá, nhìn hai cái mặt. Ê, ông đứng ở giữa đi, cách ly tôi nghe. Đúng rồi. Là kêu tôi đó. Đúng. Bà sắp sập tiệm rồi. Cái gì đấy? Trời ơi, tôi mới rồi mua đồ lại mà bà nói kỳ vậy? Trời ơi, sao bà ăn nói kỳ vậy? Bà người tiệm người ta mới bắt luôn bà đó. Cầm mồm lại. Mở mồm ra. Ngậm mồm lại. Ủa sao ngươi mở ngậm hoài vậy? À, chết già trong cô đơn. Trời ơi, sao bà biết tôi mới chia tay hay vậy trời? Này, hả? Vừa mới ly dị chồng đúng không? Trời ơi, bà biết tôi ly dị chồng luôn rồi, bà hay quá. Hay cái gì mà hay? Thì bà nói bà mới chia tay thì bà tâm lý bà nói bà ly dị. Ừ. À,
cái gì đâu mà hay. Bà đó, bà vô duyên vừa phải thôi. Tự nhiên đâu phóng vô cái nói là người ta sập tiệm rồi, nói người ta cô đơn suốt đời. Bà là phong đòn gánh chứ phong thủy gì. Phong đòn gánh cái gì, người ta là bà phong thủy. Bà này bà giỏi, tôi nhìn là tôi nhìn cái bộ đồ bà là tôi biết được gì bà giỏi đâu. Đừng nói, để tôi nói. Gọi phong thủy thật ra nó cũng chưa đúng lắm thôi. Là tại vì đó là tiếng Việt không có cái gì nó dịch sát nghĩa như thế nên chấp nhận là phong thủy. Chứ thực sự ra đó, đại học Harvard bên Đài Loan. Trời đất ơi, Harvard giờ nó dọn qua Đài Loan rồi hả trời? Cái gì vậy? Harvard nó có franchise bên Đài Loan. Sao giờ biết, nó xuống dữ vậy trời? Rồi sao bà? Đại học Harvard bên Đài Loan cấp cho tôi cái bằng gọi là bằng Master of Feng Shui. Tiếng Việt là phong thủy đó. Mà đừng có gọi tôi bằng bà nhé, đừng gọi bằng bà. Ủa chứ giờ kêu bằng cái gì? Danh có chính thì ngôn mới thuận, phải gọi tôi là sư phụ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sư phụ, sư phụ, có bói. Mà ông ơi, tự nhiên nói vậy cứ tự nhiên trong lòng tôi lo lắng quá. Ủa sao? Thiệt á chứ, tôi cũng lo cho bà lo quá. Lo mà lo? Lo. Bà này bà tào lao, tự nhiên đâu vô cái nói gì mà cũng lo sợ nữa. Bà xạo vừa phải thôi. Tôi nói bà nghe nhá. Dạ. Sách có câu. Dạ. Đừng nhìn tới hiện tại mà suy đoán tương lai. Tương lai của bà bây giờ đến hiện tại của bà nhá. Bà thấy không? Khang trang, lịch sự, 30-40 ghế đúng không? Dạ. Nhưng mà chỉ 2 năm sau thôi, chỉ 2 năm sau thôi, cái tiệm này sẽ sập nếu như mà tôi không đưa bàn tay ra xoay chuyển. Trời đất ơi. Thấy ghê quá bà. Bà nói thì ghê quá à. Quá ghê luôn hả? Quá ghê luôn. Đấy. Không, tôi không có tin mấy cái chuyện đó. Bà này là bà xạo. Im chắc. Để nghe tôi nói. Sách lại có câu. Bà này sao sách nào kêu rảnh nó viết quá trời viết hả? Bởi vì tôi là người thích sách. Sách lại có câu nhá chưa. Quân tử nhìn xa, tiểu nhân nhìn gần. Đó, cái gì tiểu nhân mà chỉ cho tôi vậy bà nào? À không, tôi thuận tay phải, tôi thuận tay phải. Mình mô qua tay trái. Sách lại có câu. Quân tử nhìn xa, tiểu nhân nhìn gần. Tại sao giờ bà chuyển qua bên đây là vậy? Sao chuyển làm gì? Ai biết nữa, bà thuận tay nào? Bà nói bà thuận tay phải. Hả? Dạ, bây giờ chị đừng có chuyển, cứ đứng im tại chỗ đi. Nói lại một lần nữa. Sách có câu. Ông đừng có sách nữa, bà nói luôn đi. Kinh quá. Quân tử nhìn xa, tiểu nhân nhìn gần. Ê, cho tôi hỏi đi bà. Hả? Rồi tiểu đường mình nhìn đâu? Tôi đang bị tiểu đường này nè. Tiểu đường thì vô nhà thương nằm. Vậy hả? Thôi rồi hiểu rồi. Tôi thấy thế này này. Sao? Tôi thấy là trời ơi, gặp người ta hoạn nạn, tôi áy náy, tôi muốn giúp mà mọi người không welcome thì thôi, tôi xin bye bye. Ê khoan. Cái gì? Tôi welcome. Welcome à? Trời sao lùi lại nhanh dữ vậy? Thì welcome là phải lùi chứ sao? Ngày xưa tôi làm model mà. Dạ. Nhưng mà tôi hai năm nữa là tôi nghèo xuống hả bà? Tôi mạt xuống hả? Không phải là nghèo đâu. Gì vậy? Mà là sập. Mà tiếng Mỹ có nghĩa là bankruptcy. Kinh lắm. Bankruptcy là ghê lắm luôn á nha. Bà nhìn thấy được tương lai của bè đó. Đúng. Thấy tương lai hậu vận luôn hả? Tương lai hậu vận tôi thấy tất cả mọi thứ. Tương lai. Sách. Không có sách. Dạ. Nói luôn, khỏi sách. Đúng rồi. Coi như tương lai, người Mỹ người ta gọi là vision. Người Tàu người ta gọi là viễn kiến. Còn Việt Nam thì gọi là ôi xa quá xa. Tôi tưởng đâu Việt Nam gọi viễn thị chứ. Ông nói nghe nè, bây giờ này, visa hay master gì thẻ nào tôi cũng có hết á. Bây giờ vấn đề là bà nghĩ ra cái cách nào bà cứu tôi đi. Có, phong thủy nó có. Phong thủy có như là người ta control tất cả những ám khí. Tôi tóm ám khí trong, tôi vứt vào cái chỗ khác. Là bà sáng ngay. Bà để đây cho tôi. Có cách rồi. Thưa bà, tôi có đây. Tôi chuẩn bị ngay, tôi tội nghiệp mà lắm, tôi giúp bà ngay. Đây. Cái kiến làm gì? Cái kiến này, tất cả mọi thứ tôi đã ám khí vào đây hết rồi. Bà treo ngay đằng trước cửa đấy. Tất cả mọi cái khí độc đấy nó vọt sang cái tiệm nail đối diện đấy. Ê, còn cái tiệm nail đối diện nó mua cái kiến bự hơn, nó vọt lại mặt tôi sao? Đúng rồi. Thì bà lại mua cái kiến mắc tiền hơn nó. Vọt lại nó nữa. Là vọt lại nó nữa. Đấy. Nói chung là cũng vọt qua vọt lại vậy đó. Đấy. Bao nhiêu một cái? 1.000. Hả? Một nghìn đó không? Trời ơi, cái kiến này tôi mua chừng 99 sen à. Giờ mà bà bán tới 1.000 lận. Ông mua 99 sen là mắc đấy. Tôi mua 99 sen mà buy gun, wet gun free cơ. Trời đất ơi. Nhưng mà vào tay ông là cái kiến tầm thường. Nhưng mà vào tay tôi, đưa đây cho tôi. Đấy. Tôi coi như là tôi luyện phép. Tất cả những điện từ của tôi nó nhào vào trong cái kiến này. Tôi nói thật nhá. Một lần một cái kiến phép như thế này nè. Tôi tổn thọ khoảng 7 năm bà. Trời. Một cái kiến mà 7 năm tuổi thọ. Ừ. Hồi đó giờ bà bán bao nhiêu cái kiến rồi? 108 cái.
108 mà nhân cho 7 là coi như 756 tuổi. Ê, bà còn... ném về quỷ chứ phải người á. Này thằng tin rồi đó, thằng tin rồi đó. Thì bởi tao là tôi có sư phụ quá. Thôi nói hồi là tao luôn hả? Bà phải sư phụ không vậy? Tôi quen rồi, tôi nói... để cho em gái tôi xin tao. Tôi nói cho bà nghe, thôi bây giờ tôi nghĩ là bà nên mua cái kiến này đi, nó mang cái sự an tâm cho mình. Tôi đây nè, bản thân tôi cũng thèm mua một cái kiến gì đó để tôi trấn cho tôi, mà không biết là bà có chịu bán không nữa chứ. Bà này chắc bà mua cái kiến 5,000 á. Không, đừng nói như thế. Không phải cái kiến 5,000. Bà là phải cần 5 cái kiến. Mỗi cái kiến 1,000. Vậy cũng 5,000 à bà? Cũng 5,000 à? Cũng 5,000 à, lao à. Học cao quá quên mẹ toán rồi. Nhưng mà bây giờ cái kiến nó trấn ở đâu mà làm gì mà mua dữ vậy? Bà ám khí nhiều lắm, ám khí nhiều lắm. Mua 5 cái kiến này, nó trấn ngay những cái chỗ mà ám khí nhất này. Đây. Trời ơi, sao chỗ ngặt không vậy? Sao bà đưa những cái chỗ đọc không, chỗ gì không vậy? Thì nó ám khí phải trấn chứ sao? Ám khí tuôn đi, hanh thông tuôn vào là bà có tình yêu ngay. Trời ơi, vậy là tôi có cái kiến này coi như là tôi có tình yêu phải không? Rồi tôi sẽ trở thành một nữ hoàng sắc đẹp đúng không? Mừng quá. Muốn thi hoa hậu đúng không? Trời, sao biết hay vậy? Trời ơi, bà biết tôi thi hoa hậu. Bà này thì bà cứ nói trước không à. Bà theo tâm lý mà bà đoán thôi chứ gì đâu. Thì bà nói bà nữ hoàng sắc đẹp thì bà nói bà đi thi hoa hậu. Biết gì hết trơn. Có quen biết thì không, đuổi ra giùm tôi, kinh khủng quá. Tôi mà. Nhưng sao bà tư vấn cho tôi. Tư vấn nhưng mà thế này nha, phong thủy người ta không muốn nói ra sự thật này đâu. Tôi phải nói thế này này. Phong thủy thì người ta có thể làm rất nhiều thứ, nhưng có mỗi một thứ phong thủy không làm được. Là cái gì ạ? Đó là chuyển xấu thành đẹp. Chuyển xấu thành đẹp là không làm được. Vâng, phong thủy không làm được, không thể chuyển xấu thành đẹp được. Bà xấu làm sao bà thi hoa hậu được? Nhưng mà bây giờ có cách nào không để cho tôi có thể thi được không? Tôi lại có một cách khác nữa. Cách gì bà? Cách gì nữa? Là tôi sẽ dùng pháp thuật của tôi làm mờ mắt tất cả những giám khảo. Giám khảo ngồi cục, tôi làm mờ mắt hết. Nó nghe nè, giám khảo người ta ngồi cụm nghe nó sang. Giám khảo mà kêu ngồi cục, tự nhiên tôi liên tưởng với mấy cái cục à. Thiệt á, giống như mấy cái cục gạch. Đúng rồi. Học cao quá nó quên chữ. Cụm giám khảo. Mờ mắt. Mà khi mờ mắt rồi thì bà nhan sắc này mới có thể làm hoa hậu được. Hay quá. Rồi bà có cách nào bà chỉ cho tôi mà đẹp hơn nữa không? Còn một cách nữa. Cách nào nữa? Đăng ký thi hoa hậu là nó còn lâu lắm. Còn bây giờ cái cách này là ngay tức khắc. Cái da mình sáng thì cái tướng nó mới tốt được. Phải dùng mỹ phẩm. Mỹ phẩm gì? YSL mà Việt Nam gọi là IHL. IHL đó phải không? Đúng rồi. Bà đừng có kêu IHL. Kêu bà gì? Phải nói là yêu hoài luôn. Trời ơi, cái mỹ phẩm này tôi rành lắm mà tôi chưa có xè. Đợt này tôi xè đó để cho cái da mặt tôi nó đẹp. Rau. Bà nhận lời quảng cáo của IHL phải không? Tôi mà ăn của IHL một đồng tôi làm con ông ấy. Không, sư phụ đừng có làm con tôi. Để tôi làm con sư phụ. Sao thế? Sư phụ! Trời ơi, sư phụ hay quá. Trời ơi, ông nể sư phụ luôn. Nể rồi à? Thấy chưa? Bây giờ nghĩ sao? Trời ơi, tự nhiên sư phụ xuất hiện vô đây. Cái bán cái kiến 1,000. Cái 2 năm sau trở lại. Mà nếu mà cái như bà chị đây, bà vẫn làm ăn phát tài. Cái chị nói trời ơi, nhờ cái kiến của tôi đó. Thế nào chị cũng thưởng cho chị thêm. Đúng rồi. Là mình lấy tiền được lần thứ hai. Đúng. Còn nếu mà bà làm ăn thất bại, mình phải bán thêm cái kiến nữa để cho bà chiếu nữa. Thông minh. Đúng không? Lấy tiền lần thứ ba. Thông minh. Trời ơi sư phụ ơi, hay quá, nể quá luôn á. Cái này nó nghe nè, làm nghề bầu xô giờ khó ăn quá, chắc chuyển qua làm phong thủy quá. Tài không bắt cướp á. Cái nghề không có bỏ vốn. Nghề tôi không cần vốn, nhưng mà cần trí tuệ. Trí tuệ gì? Gạt thì mồ, trí tuệ gì? Hay phải có trí tuệ mới gạt được người ta chứ. Oh yeah. Sư phụ. Hay quá. Nể rồi. Nhắc để thử. Sao bây giờ có mua hay không? Cái kiến hả? Mua nhá. Bây giờ tôi nói thế này này. Dạ. Mua cái kiến này nhá. Treo ngay ra. Bà cứ treo đi. Là niềm vui nó tới với bà liền. Nhá. Dạ. Coi này. Niềm vui tới này. 1, 2, 3. Vui vào. Vui. Wow. Có khách kìa. Treo tôi đi bà. Ra bà cầm ra bà treo. Trời ơi. Công nhận á, cái tiệm nail của chị hai sửa lại á, sang trọng ghê, nhìn y như hoàng cung vậy đó. Thấy chưa? Vườn treo là có người khen liền đấy. Không có, nhỏ này em tôi. Hả? Em hả? Em ruột à? Em ruột. Cùng cha cùng mẹ à? Cùng cha mẹ. Cùng cha mẹ sao khác thế? Có gì đâu khác. Khác là em tôi nó làm bác sĩ, còn tôi làm nail thôi. Không, tôi không nói vấn đề đó, tôi nói vấn đề nhan sắc phải không?
nhan sắc là hai chị em tôi y như hai giọt nước. Đúng rồi. Sao đứa mà ho vậy? Đứa giọt dầu thơm còn đứa giọt acetone. Dầu thơm có người xài, có người không xài. Nhưng acetone ai muốn chùi móng tay là đều phải xài. Hay quá. Dạ. Đúng rồi. Thôi, dầu thơm với là acetone hóa chất hết mà khác nhau quá. Thôi tôi đi, tôi xin phép nha. Bà kéo lên giùm tôi, lát cho lấy tiền nha. Dạ, vâng, vâng. Dạ. Em, bộ hôm nay phòng mạch đóng cửa hả? Em đi ăn trưa. Ủa, chị Hiến phải không? Em nghe nói chị mới ly dị chồng hả? Ông này chồng mới của chị á hả? Công nhận á, cái gu của chị lạ quá. Chồng cũ cũng xấu mà chồng mới cũng xấu luôn. Chị hai. Chị em. Sao chị không trả tiền nhà cho ba má để người ta cứ gọi điện thoại tới phòng mạch của em vậy? Trời ơi, qua tới đây nhà có hai chị em mà. Chị cắm đầu, chị lo cho em học bác sĩ. Bây giờ em làm bác sĩ rồi, em làm ra được nhiều tiền rồi. Đâu phải chuyện gì của ba má em cũng gọi cho chị đâu. Ba má là ba má của chung. Em làm như em không phải con của ba má vậy. Chị hai à, người ta nói á, có con làm bác sĩ á, thì được tiếng, có con làm neo thì được tiền. Em đã mang lại cái tiếng cho ba má thì em đâu cần phải lo tiền nữa. Em nói gì đâu có được em. Bác sĩ đúng rồi, nhưng mà ai cũng làm bác sĩ rồi, ai làm đường cho em đi, ai là hốt rác cho sạch sẽ, giữ vệ sinh cho em. Mỗi người có mỗi nghề trong xã hội chứ, nghề nào cũng có chỗ đứng của nó chứ, em nói gì đâu có được. Cái đó là chỉ trên lý thuyết thôi, nhưng thực tế ra đường cha mẹ lúc nào cũng tất nhiên là khoe con làm bác sĩ, chứ có cha mẹ nào khoe con làm neo đâu. Cha mẹ không có khoe, không có khoe con gái làm nghề neo, chỉ khoe con gái làm bác sĩ thôi. Nhưng mà nghề của chị nuôi em có đến ngày hôm nay em mới có bằng bác sĩ để em nói chị vậy hả? Thôi chị à, em nó nói thì cũng rất đau lòng, nhưng thực tế thì trong xã hội người ta vẫn coi trọng những người có bằng cấp hơn những người lao động chân tay. Mặc dù đối với tôi thì nghề nào nó cũng có cái vinh quang của cái nghề đó. Lao động chân tay cũng là một cái nghề cần thiết trong xã hội.